Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 24. Dương Quan Quan à, mày đúng là đồ đê tiện, phải bị đánh thì mày mới chịu ngoan ngoãn chứ gì. Dương Phỉ Phỉ tươi cười nói. Dương Viễn Sơn cất lời, điều kiện rất đơn giản thôi. Giờ mày đang là thư ký hội đồng quản trị của Tiên Lai Capital phải không? Dương Quan Quan sửng sốt. Dương Viễn Sơn nói, bọn tao cần mày sao chép lại toàn bộ bí mật thương nghiệp của Tiên Lai Capital rồi đưa cho bọn tao. Nếu có của tập đoàn Hướng Thị nữa thì càng tốt. Dương Quan Quan tỉnh ngộ, cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ mục đích của hai người này là gì. Dạo gần đây tập đoàn Hướng Thị bắt đầu phản kích, khiến Liên minh Kinh tế Từ Thị nhận ra có điều gì đó rất bất thường. Nhà họ Dương cũng đầu tư 3 tỷ vào đó, cũng vì thế nên họ mới bắt ép cô ta làm chuyện thế này. Không. Tuyệt đối không có khả năng, tôi sẽ không bán đứng công ty của mình. Dương Quan Quan ngay lập tức từ chối. Mày có tư cách từ chối à? Bọn tao không thương lượng điều kiện với mày nữa, bọn tao đang ra lệnh cho mày đấy. Hiểu không? Biểu cảm của Dương Viễn Sơn lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, anh ta hung tợn nhìn chằm chằm Dương Quan Quan, vẻ mặt đầy sát khí. Dương Quan Quan sợ tới nỗi cả người run lên bần bật. Nhưng cô ta vẫn nói, tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế. Vậy thì chỉ còn cách đổ cho cốt mẹ mày xuống cống thoát nước thôi nhỉ? Dương Phỉ Phỉ hỏi, dùng chân đá đá bình cho cốt. Sắc mặt của Dương Quan Quan lập tức trở nên căng thẳng, cô ta muốn bảo vệ cho cốt của mẹ mình, nhưng cô ta cũng không muốn bán đứng Tiên Lai Capital, lại càng không muốn bán đứng Tề Đẳng Nhàn người đã nhiều lần trợ giúp cô ta. Muốn lấy lại cho cốt của mẹ mày không? Đơn giản lắm nhé. Mày chỉ cần ngoan ngoãn trộm lấy bí mật thương nghiệp của Tiên Lai Capital cho tao, không chỉ thế đâu, phải trộm được cả của tập đoàn Hướng Thị nữa. Dương Viễn Sơn uy hiếp nói, vẻ hung hăng hiện lên trong đôi mắt anh ta. Dương Quan Quan mím môi không nói gì, một điều kiện như vậy, cô ta không thể chấp thuận nghe theo. Gì đấy, điếc à, sao im thế? Dù mày có giả câm giả điếc thì cũng vô ích thôi. Nếu hôm nay mày không đồng ý làm việc cho bọn tao thì đừng hòng được phép bước chân ra khỏi biệt thự này. Dương Phỉ Phỉ khoanh tay rồi kiêu ngạo nói, dẫm xuống bình cho cốt dưới chân, tạo nên những tiếng cạch cạch. Mỗi lần cô ta dẫm xuống bình cho cốt, trái tim của Dương Quan Quan lại đau nhói lên. Bọn tao đang nói chuyện với mày, mày có nghe không đấy? Dương Viễn Sơn gầm lên một tiếng, giơ chân định đạp vào đầu Dương Quan Quan. Đúng lúc đó, một tiếng súng vang lên. Viên đạn găm thẳng vào đùi Dương Viễn Sơn, anh ta đau tới nỗi gào lên thảm thiết rồi lập tức ngã xuống. Dương Quan Quan sửng sốt, cô ta vừa định lùi lại để né cú đạp kia, không ngờ lại được ai đó cứu. Cô ta quay đầu nhìn lại, trông thấy Tề Đẳng Nhàn xuất hiện ở cửa biệt thự. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt Dương Phỉ Phỉ trắng bệch ra. Cô ta đã phải chịu thua thiệt dưới tay Tề Đẳng Nhàn nhiều đến nỗi có lẽ cả đời này cũng khó mà quên được. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Dương Viễn Sơn ngẩn ra, nhíu mày thật chặt. Anh ta không hiểu tại sao tên thư sinh ẻo là kia lại xuất hiện ở nơi đây. Tề Tổng, anh đến rồi, Dương Quan Quan run giọng gọi. Tề Tổng, hắn là Tổng Giám Đốc của Tiên Lai Capital. Trong nháy mắt Dương Viễn Sơn đã hiểu ra, thậm chí anh ta còn có chút khiếp sợ. Tề Đẳng Nhàn mang theo một khẩu súng bước tới, mặt không đổi sắc. Sau đó hắn lại nhìn Dương Quan Quan với biểu cảm mất kiên nhẫn, khó chịu hỏi, tại sao cô lại bị người khác bắt nạt nữa rồi? Nếu không có người báo cho tôi biết rằng cô bị chúng dẫn đi thì chắc bây giờ tôi cũng chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra đâu. Dương Quan Quan dở khóc dở cười, đương nhiên bây giờ cô ta muốn khóc nhiều hơn. Chẳng biết vì sao, khi thấy Tề Đẳng Nhàn xuất hiện ở đây thì cô ta lại nảy sinh cảm giác muốn xà vào lồng ngực hắn mà òa khóc một trận thật to. Dương Viễn Sơn ôm lấy bắp đùi đang chảy máu ròng ròng, liên tục rên rỉ đau đớn. Anh ta giận dữ hét lên, thằng họ Tề kia, mày dám nổ súng bắn tao à? Mày có biết thân phận của tao là gì hay không? Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói chẳng phải các người chỉ là đám rác rưởi tới từ Ma Đô thôi sao, có gì mà ra vẻ phách lối. Gương mặt Dương Phỉ Phỉ xa sầm, cô ta nói, anh đừng có quá kiêu ngạo. Anh động tay động chân đả thương người khác thì thôi đi. Lần này anh dùng súng, người bị bắn lại là anh ấy, bản chất sự việc sẽ khác hẳn. Các người thích nói sao thì cứ nói, tôi thấy không có vấn đề gì. Tề Đẳng Nhàn đáp lại. Trong lúc nói chuyện, hắn lại giơ súng lên bắn vào cạnh chân Dương Phỉ Phỉ. Bằng!
Dương Phỉ Phỉ hét lên một tiếng chói tai, vội vã lùi về sau, buông tha bình cho cốt. Tề Đẳng Nhàn bước tới rồi khom lưng nhặt bình cho cốt lên, khinh thường nói với họ, lấy cho cốt của thân nhân ra uy hiếp người khác, các người có còn biết hai chữ liêm sỉ được viết thế nào hay không? Ai cần mày xen vào chuyện riêng của nhà họ Dương ở Ma Đô bọn tao? Dương Viễn Sơn lạnh giọng hỏi, anh ta đã dùng một chiếc khăn tay buộc chặt đùi mình lại để máu không còn chảy ra nữa. Dĩ nhiên tôi chẳng có hứng thú xen vào mấy chuyện rác rưởi của nhà họ Dương ở Ma Đô các anh, nhưng các anh bắt nạt thư ký của tôi, lại còn ép thư ký của tôi phản bội tôi, thế thì tôi đành phải xen vào vậy. Tề Đẳng Nhàn cụp mắt nhìn Dương Viễn Sơn. Vẻ mặt Dương Viễn Sơn vô cùng dữ tợn, mày cũng to gan quá nhỉ. Mày không chỉ chen chân vào việc của nhà họ Dương bọn tao mà còn dám nổ súng ở một nơi như Sơn Trang Vân Đỉnh này. Có vẻ mày không muốn sống nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy trọng lượng của bình cho cốt mà mình đang cầm trong tay không đúng lắm, hắn nhíu mày, giơ tay mở nắp bình ra. Bên trong rỗng tuếch. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Dương Quan Quan cũng ngẩn cả người. Các người giấu cho cốt của mẹ tôi đi đâu rồi? Dương Quan Quan nổi điên lên, cô ta gào thật to. Chậc, Tề Đẳng Nhàn giơ tay bịt tai, có vẻ không chịu được nữa. Hắn cốc đầu Dương Quan Quan một cái, mắng chết tiệt, cô động não một chút đi xem nào. Rõ ràng người ta chỉ muốn lừa cô đến đây chứ lấy đâu ra cho cốt của mẹ cô. Nếu mẹ cô chết thì cô phải là người đầu tiên biết chuyện mới đúng. Tại sao chúng lại là người biết trước, thậm chí còn giành được cho cốt của mẹ cô? Cô có não không đấy? Không ngờ tôi lại thuê một thư ký ngu xuẩn như cô. Nếu để người khác biết được thì tôi đúng là quá mất mặt. Dương Quan Quan cũng ngay lập tức tỉnh ra nhờ những câu mắng của Tề Đẳng Nhàn, thì ra là thế, thì ra từ đầu đến cuối hai người kia chỉ đang lừa gạt mình, họ căn bản không lấy được cho cốt của mẹ cô ta. Dương Phỉ Phỉ cười lạnh, hắn nói không sai đâu. Dương Quan Quan à, mày đã không có bản lĩnh thì thôi đi, lại còn không có đầu óc nữa, đúng là một con ngu không hơn không kém. Tề Đẳng Nhàn đưa tay cầm tờ hợp đồng trên bàn lên đọc qua một lượt, sắc mặt lại càng đen đi, hắn hỏi, dạo này ông đây chưa dạy dỗ cô tử tế phải không? Tôi đã nói là không được dễ dàng tin lời người khác cơ mà. Cô đúng là đồ ngốc thật đấy, một cái bẫy rõ ràng như thế mà cô cũng chẳng nhận ra, lại còn ký tên vào cái hợp đồng ngu xuẩn này. Chậc, tôi muốn mổ cái đầu chó của cô ra để xem bên trong có phải toàn hồ dán hay không quá đi mất. Vừa dứt lời, hắn cầm hợp đồng lên bắt đầu xé, chỉ sau hai ba nhát đã biến nó thành một nhúm giấy vụn. Cảnh tượng ấy khiến mắt của Dương Viễn Sơn và Dương Phỉ Phỉ như muốn nứt ra, họ giận điên lên mà không dám làm gì. Biết thế họ nên cất hợp đồng vào trong két sắt rồi khóa kỹ ngay sau khi Dương Quan Quan đặt bút ký xuống. Thằng họ Tề kia, mày dám nhúng tay vào chuyện của bọn tao, lại còn dám nổ súng khiến tao bị thương ở Sơn Trang Vân Đỉnh này, mày nhất định sẽ phải chết. Dương Viễn Sơn gào lên rồi móc điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số gọi viện binh tới. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười cười, hắn đã thấy khó chịu với cái tính ngang ngược của thằng Dương Viễn Sơn này từ lâu lắm rồi, anh ta còn dám giở trò thọc gậy bánh xe với công ty của hắn, chẳng phải đang tìm đường vào chỗ chết hay sao? Từ lần trước hắn đã muốn đấm vào mặt anh ta, tiếc là có mẹ vợ ở bên cạnh nên không tiện làm gì, lần này hắn bắt quả tang anh ta đang ức hiếp thư ký bé nhỏ nhà mình. Sao có thể buông tha cho anh ta được? Anh nhất định phải chết, anh dám dùng súng bắn anh trai tôi, tội này không nhỏ đâu. Dù anh có là tổng giám đốc của Tiên Lai Capital thì cũng đừng hòng thoát được. Dương Phỉ Phỉ phách lối hét lên, trong xã hội nước Hoa thì dùng súng bắn người là một tội danh rất nặng. Tề Đẳng Nhàn lại yên tâm rằng mình đã có chỗ dựa vững chắc, hắn chỉ cười nói, còn lại nhảy lắm lời nữa, có tin ông đây một nhát cho cô ngã lăn đùng ra đất luôn không? Sắc mặt Dương Phỉ Phỉ tái nhợt, nhất thời cô ta không thốt lên được một lời nào nữa. Cô ta đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Tề Đẳng Nhàn, hắn đã giết con hãn huyết bảo mã kia chỉ bằng một mũi tên duy nhất. Cô ta không dám trêu vào hắn, chưa chắc tên điên Tề Đẳng Nhàn kia không dám bắn mình thật. Tổng cộng Dương Viễn Sơn gọi hai cuộc điện thoại, cuộc thứ nhất là gọi cho Đồng Thụy, người phụ trách Sơn Trang Vân Đỉnh. Cuộc thứ hai là gọi cho trưởng phòng Vương thuộc Cục An ninh Quốc gia thành phố Trung Hải. Thằng họ Tề kia, mày có giỏi thì đừng chạy. Dương Viễn Sơn đặt điện thoại di động xuống rồi hung hăng nói. Chạy, nói đùa gì thế? Các người bắt nạt thư ký của tôi đến mức này mà nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho các người hay sao? Tề Đẳng Nhàn cười gần đáp lại. Trong giây phút này,
dường như hắn đã biến thành đại ma vương. Trong lòng Dương Quan Quan có đôi phần cảm kích hắn, mỗi lần cô ta gặp khó khăn là hắn lại đứng ra che chở. Hắn chỉ hơi hung ác một chút mà thôi, cũng có thể gọi là người tốt mà. Chút tình cảm ấm áp vừa dâng lên trong lòng Dương Quan Quan, cô ta đã thấy Tề Đẳng Nhàn hung hăng quay đầu lại, bắt đầu mắng mỏ mình. Lần sau cô để tâm thêm một chút có được hay không vậy? Còn nữa, cô có thể học thêm chút bản lĩnh được không? Lần nào cũng bị người ta bắt nạt, cô không phiền chứ ông đây vừa phiền vừa mệt lắm. Lần sau cô mà để người khác bắt nạt nữa thì ông đây cũng không muốn quản đâu. Lúc nào về thì ở yên đấy để tôi dạy thêm một hai chiêu, xốc lại tinh thần đi, đừng có ủ rũ suốt ngày nữa hiểu không? Dương Quan Quan sửng sốt vì một tràng những câu mắng của Tề Đẳng Nhàn, mặt đỏ tới mang tai, đứng dậy. Cô đúng là đồ chỉ giỏi bắt nạt người nhà mình, suốt ngày chỉ biết to giọng với cấp trên, cô thử lấy cái sức lực mà cô đã dùng để đập bàn tôi hồi xưa ra trước mặt hai đứa khốn nạn này xem nào. Lần sau tôi mà còn thấy cô co rúm vào thế này nữa là tôi bắn cho một phát đấy. Tề Đẳng Nhàn càng nói càng thấy tức. Hắn cũng đâu còn cách nào khác, Dương Quan Quan trước mặt người ngoài thì sợ sệt yếu đuối, trước mặt mình thì đấm đá bình bịch, giận không nói nổi. Dù sao không có so sánh thì cũng không có đau thương mà. Dương Quan Quan bị mắng xẹp miệng, suýt thì bật khóc, Tề Đẳng Nhàn lại trợn mắt quát to, khóc đi xem nào, cô mà dám khóc thì tôi sẽ đập cho cô một trận rồi nói tiếp. Dương Quan Quan khịt mũi một cái, sợ tới nỗi không dám khóc. Thấy cô ta tỏ ra ngượng ngùng, Tề Đẳng Nhàn cũng có cảm giác hình như mình đã quá nóng nảy. Hắn bèn dịu giọng nói, được rồi, đừng buồn nữa, để lát tôi phân tích cho cô hiểu ra. Dương Quan Quan cũng biết mình quá hèn nhát, gặp trắc trở thì muốn lùi bước, lúc nào cũng nghĩ rằng phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích của tất cả mọi người, không có dũng khí đối đầu trực diện với khó khăn như Tề Đẳng Nhàn. Mới ban nãy thôi, Tề Đẳng Nhàn vừa ra tay đã nổ súng bắn vào chân Dương Viễn Sơn, Dương Quan Quan không thể có được lòng can đảm như vậy, chỉ biết thầm ngưỡng mộ trong lòng. Đúng là đồ thỏ đế, Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười khổ, giơ tay vuốt má Dương Quan Quan. Cũng hơi xót xa vì cô ta bị tát. Từ khi hắn quen Dương Quan Quan đến bây giờ, mỗi lần có chuyện không may xảy đến thì người bị thương lại là cô ta. Dương Quan Quan khịt mũi, nhẹ nhàng giơ hai tay ra nắm lấy tay Tề Đẳng Nhàn, không chịu buông, như thể cô ta đã tìm được chỗ dựa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, người mà Dương Viễn Sơn gọi là Đồng Thụy đã tới. Ông ta xuất hiện rất nhanh. Mang theo hơn 10 vệ sĩ tư nhân, những vệ sĩ này đều được trang bị súng lục, hơn nữa còn là những người có giấy chứng nhận sử dụng súng hợp pháp. Đồng quản lý, ông tới thật đúng lúc. Tôi đang muốn hỏi xem công tác an ninh của Sơn Trang Vân Đỉnh các người thế nào đây? Các người để một tên hung hãn xông vào nhà tôi trong tình trạng có súng, làm tôi bị thương, uy hiếp đến an toàn tính mạng của tôi. Dương Viễn Sơn lập tức hét to, thái độ hừng hực khí thế. Muốn Đồng Thụy đứng ra đòi lại công bằng cho mình. Đồng Thụy là một người đàn ông khá mập, cao khoảng hơn 1m8, tạo nên áp lực rất mãnh liệt cho người đứng đối diện ông ta. Ông ta híp mắt nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, trên mặt đầy sát khí. Đồng Thụy lại quay đầu cười với Dương Viễn Sơn, Dương thiếu gia cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý tên này cho cậu. Vừa dứt lời, Đồng Thụy bước lên một bước, đứng ngay trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Ông Đồng quản lý à, sự việc không như những gì anh ta nói đâu, thực ra họ đã lừa tôi đến đây để uy hiếp tôi, sau đó mới, Dương Quan Quan nhỏ giọng giải thích. Đồng Thụy khoát tay ngắt lời cô ta, tôi không muốn nghe mấy lời bao biện nhảm nhí của hai cô cậu. Tôi không quan tâm lý do là vì sao nhưng sự thật là hai cô cậu đã nổ súng bắn người, còn xâm nhập trái phép vào biệt thự tư nhân trong Sơn Trang Vân Đỉnh chúng tôi. Như thế nghĩa là không nể mặt tôi. Không coi trọng thể diện của Sơn Trang Vân Đỉnh này. Dám xông vào biệt thự tư nhân trong Sơn Trang Vân Đỉnh chúng tôi nghĩa là dám phạm vào luật lệ của tôi, là đang khiêu khích uy quyền của tôi. Dương Viễn Sơn cười nhạt, Đồng Thụy là nhân vật có số có má kể từ khi Sơn Trang Vân Đỉnh bắt đầu khai trương, chuyên quản lý khu này, không biết đã bao nhiêu người bị ông ta dạy dỗ đến chết. Tề Đẳng Nhàn dám xông vào biệt thự mà anh ta mua trong Sơn Trang Vân Đỉnh. Nghĩa là hắn hoàn toàn không đặt Đồng Thụy vào trong mắt, huống chi hắn còn nổ súng bắn người. Sao cô phải sợ sệt thế? Tề Đẳng Nhàn có chút bất mãn liếc nhìn Dương Quan Quan, hắn chỉ thấy lời giải thích của cô ta đã hạ thấp uy phong của mình.
Dương Quan Quan ngượng ngùng rụt cổ, mím môi không nói nữa. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, quay sang nói với Đồng Thụy, tôi cũng sống trong Sơn Trang Vân Đỉnh nên tới thăm nhà anh ta, không được hay sao? Đồng Thụy ngẩn người, hỏi lại, cậu sống ở khu nào? Vân Đỉnh Thiên Cung trên đỉnh núi Vân Đỉnh, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp. Nghe vậy, Dương Viễn Sơn bật cười rồi nói, Vân Đỉnh Thiên Cung là sản nghiệp do Vĩnh Dạ Quân Vương Sở Vô Đạo mua lại, mày mà cũng có tư cách ở lại đó sao? Hay là mày định bịa chuyện y như lần trước, nói là Sở Vô Đạo đã tặng Vân Đỉnh Thiên Cung cho mày? Đồng Thụy hỏi, hình như Dương Thiếu Gia biết một số chuyện. Thằng này suốt ngày nói nó sống ở Vân Đỉnh Thiên Cung là để ra vẻ ta đây lừa người khác thôi, lần trước nó đã bị vạch trần, không ngờ ra mặt nó lại dày đến mức nói dối trước mặt đồng quản lý. Dương Viễn Sơn cười nhạo. Đồng Thụy gật đầu, sau đó cười lạnh nhìn Tề Đẳng Nhàn, tôi chính là người phụ trách Sơn Trang Vân Đỉnh Thiên Cung là ai mua lại, tôi cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Cậu muốn lừa tôi bằng cái tên đó à? Có phải cậu coi thường chỉ số thông minh của tôi? Tề Đẳng Nhàn ừ một tiếng, trả lời, đúng là tôi nghĩ chỉ số thông minh của ông hơi thấp. Nghe hắn nói vậy, Đồng Thụy giận tím cả mặt. Ông ta vung tay, mười mấy tên thuộc hạ đều giơ súng nhắm thẳng vào Tề Đẳng Nhàn. Chỉ đợi ông ta ra lệnh là sẽ bắn Tề Đẳng Nhàn thủng lỗ chỗ như một cái sàng ngay lập tức. Dương Phỉ Phỉ vỗ tay, bắn chết hắn đi, hắn đã mang súng xông vào biệt thự của chúng tôi còn dám làm anh tôi bị thương, dù ông có hạ lệnh bắn chết hắn thì người khác cũng không bắt bẻ được gì. Đồng Thụy cũng cười, làm thế thì có vẻ hơi đơn giản, không có gì vui hết. Dương Phỉ Phỉ sửng sốt, sau đó bật cười, được lắm, đồng quản lý muốn chơi thế nào thì cứ chơi. Nhất định ông phải chơi đùa hắn đến chết mới được. Cô cứ yên tâm, cậu ta dám lấy tên Vân Đỉnh Thiên Cung đi lừa gạt khắp nơi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Hơn nữa cậu ta còn dám mang súng xông vào biệt thự tư nhân trong Sơn Trang Vân Đỉnh, khiến Dương Thiếu Gia bị thương, tội lại càng to thêm một bậc. Trên gương mặt béo ú của Đồng Thụy là nụ cười nhe răng khiến người ta sợ hãi vô cùng, đến cả Dương Quan Quan cũng không nhịn được mà nổi da gà khi nhìn ông ta. Tề Đẳng Nhàn đã sớm quen với đủ loại đạo lý trong miệng những người này. Bất kể nơi nào cũng có quy luật mạnh được yếu thua, nếu nắm đấm của bạn mạnh thì đối phương sẽ nói chuyện đạo lý với bạn, nếu nắm đấm của bạn quá mềm yếu, vậy thì ngại quá, làm gì có đạo lý nào. Có vẻ Đồng Thụy chính là loại người như vậy. Đồng Thụy nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói có súng thì giỏi lắm sao. Bây giờ không còn là thời đại một người một súng có thể ngang ngược hống hách khắp nơi được nữa. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội được sống sót rời khỏi Sơn Trang Vân Đỉnh. Cậu hãy tự dùng súng bắn bỏ chân mình rồi tự vả miệng mình 100 cái đi. Rồi tôi sẽ thả cậu ra ngoài. Ông ta cao hơn 1m8, cơ thể lại mập mạp, mang lại cảm giác cực kỳ dữ dằn, khi nói chuyện lại tạo ra áp lực vô cùng mãnh liệt. Dương Viễn Sơn ở một bên cười gằn, hắn không thể dễ dàng rời đi như vậy đâu, tôi đã gọi điện thoại cho trưởng phòng Vương thuộc Cục An ninh Quốc gia rồi. Ông ấy sẽ đến và xử lý nghiêm minh vụ việc này ngay thôi. Đồng Thụy ồ lên một tiếng, nói, thì ra là vậy, có điều đây là địa bàn của tôi nên mọi người phải tuân theo luật lệ của tôi. Cậu cứ làm theo những gì tôi đã nói đi, tôi có thể bỏ qua cho cậu, về phần trưởng phòng Vương xử lý cậu ra sao thì đó sẽ là chuyện của anh ta. Nếu cậu không làm thì chỉ sợ sẽ không đợi được đến lúc trưởng phòng Vương tới xử lý cậu đâu. Đám thuộc hạ mà Đồng Thụy mang theo cũng nhìn Tề Đẳng Nhàn, trên mặt là nụ cười đắc thắng. Còn không mau ra tay đi, chẳng lẽ mày còn đang đợi đồng quản lý tự ra tay xử lý mày à? Đồng quản lý không mấy khi cho người khác cơ hội đâu đấy, mày phải biết quý trọng, tranh thủ thời gian đi. Đồng quản lý khoan dung độ lượng nên mới đồng ý để lại cái mạng chó của mày, mày còn không mau quỳ xuống hành lễ ba quỳ chín lạy để tạ ơn. Dương Phỉ Phỉ đứng cạnh đó xem. Vô cùng hả giận, cái tên Tề Đẳng Nhàn lúc nào cũng coi trời bằng vung, cuối cùng hôm nay cũng có người trị được hắn, phỏng chừng hắn không kiêu ngạo nổi nữa rồi. Tôi cũng cho ông một cơ hội, quỳ xuống rồi bò ra ngoài cửa đi, lúc đó tôi sẽ bỏ qua cho ông. Tề Đẳng Nhàn nói. Lời nói của hắn khiến tất cả mọi người sửng sốt. Khuôn mặt của Đồng Thụy cứng đờ, sau đó ông ta bật cười ha ha, được lắm, trước giờ chưa từng có ai dám nói như thế với tôi, cậu là người đầu tiên đấy. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, giơ tay, một cái tát giáng xuống nhanh như chớp. Chát! Tiếng vang cực kỳ lớn, Đồng Thụy bị tát lảo đảo vài bước, suýt thì ngã oạch xuống.
ra vẻ cái con mẹ chúng mày à, tao thực sự không thích mấy thằng thích ra vẻ như chúng mày đâu đấy. Tề Đẳng Nhàn hùng hổ nói vừa bước tới túm lấy cổ áo Đồng Thụy. Buông Đồng quản lý ra. Đám thuộc hạ của Đồng Thụy không khỏi kinh hãi, tất cả đều phẫn nộ thét lên, giơ súng nhắm vào Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lấy một tấm thẻ ra từ trong túi áo, đặt trong lòng bàn tay mình rồi đập bốp một cái vào miệng Đồng Thụy. Mày mở con mắt ra mà nhìn cho kỹ giúp ông đây xem, cái này có phải thẻ ra vào Vân Đỉnh Thiên Cung không? Cú đập của Tề Đẳng Nhàn khiến miệng Đồng Thụy đầy máu, đến cả răng cũng rụng ra. Đồng Thụy đau đớn hét lên, nhưng sau khi nhìn rõ tấm thẻ ra vào trong tay Tề Đẳng Nhàn thì sắc mặt ông ta lập tức biến đổi. Thứ mà Tề Đẳng Nhàn đang cầm lúc này thực sự là thẻ ra vào Vân Đỉnh Thiên Cung. Vân Đỉnh Thiên Cung là biệt thự độc nhất vô nhị trong Sơn Trang Vân Đỉnh, trước đây đã được bán lại cho Sở Vô Đạo với giá 2 tỷ tròn. Phải biết, ngay cả Ngọc Tiểu Long cũng từng muốn mua nhưng không mua được. Tề Đẳng Nhàn buông Đồng Thụy ra, lạnh lùng hỏi, mày còn muốn vênh váo nữa không? Vênh nữa cho tao xem nào. Đồng Thụy khiếp sợ nhìn thẻ ra vào trong tay Tề Đẳng Nhàn, cơ thể run bần bật. Gương mặt Dương Viễn Sơn âm trầm, anh ta nói, Đồng quản lý, Vân Đỉnh Thiên Cung là do Sở Vô Đạo mua lại, chắc chắn tên này đã lấy trộm thẻ ra vào của anh ta. Đồng Thụy không dám lên tiếng đáp lại câu nói ấy, Sở Vô Đạo là ai cơ chứ? Ai lại có năng lực đi trộm thẻ ra vào của anh ta? Những thuộc hạ của Đồng Thụy cũng đều hạ súng xuống, mặt cả đám đều chuyển màu tái mét, nói không nên lời. Nói đi, Tề Đẳng Nhàn giơ tay vỗ vỗ hai gò má mập mạp của Đồng Thụy, thản nhiên cất lời. Tôi sai rồi. Đồng Thụy vội vàng cúi đầu nói lời xin lỗi, cơ thể không ngừng run lên như cầy sấy. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại thực sự là chủ nhân của Vân Đỉnh Thiên Cung. Chắc hẳn Sở Vô Đạo đã âm thầm chuyển nhượng lại biệt thự này cho hắn, có điều, bất kể ra sao, người có thể sống trong Vân Đỉnh Thiên Cung cũng không phải người mà một tên quản lý quèn như ông ta có thể trêu chọc được. Nếu chuyện này được báo cáo với cấp trên thì sợ là các sếp thậm chí còn nảy ra ý định muốn diệt trừ ông ta không biết chừng. Sai rồi à, sai rồi là xong à. Ban nãy chúng mày bảo tao thế nào nhỉ? Con người tao ấy, rất ít khi cho kẻ khác cơ hội. Mày phải biết quý trọng, phải quỳ xuống hành lễ ba quỳ chín lạy mà tạ ơn đi. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Đồng Thụy, bàn tay cầm thẻ ra vào liên tục vỗ nhẹ nhẹ vào mặt ông ta, biểu cảm rét lạnh như băng tuyết. Nhất thời Đồng Thụy nín thở, quay đầu hung hăng lườm nguýt mấy tên thuộc hạ lắm mồm. Lời mà chúng vừa nói ban nãy lại bị Tề Đẳng Nhàn trả hết cho ông ta, đúng là họa từ miệng mà ra. Dương Quan Quan nhìn Tề Đẳng Nhàn với vẻ mặt sùng bái. Cô ta tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng có thể trở nên oai phong như hắn vậy, có thể không sợ hãi bất cứ kẻ nào hay bất cứ chuyện gì. Thưa ngài Tề, Đồng Thụy há miệng, dường như muốn giải thích gì đó. Quỳ xuống, bò ra ngoài cửa. Đừng nhắc đến việc nổ súng, dù tao có mang đại bác ra đây thì mày cũng không có tư cách xen vào. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Trước mắt bao nhiêu con người, Đồng Thụy thấy mình có hơi mất mặt. Tề Đẳng Nhàn cau mày. Sơn Trang Vân Đỉnh của chúng mày là do ai nắm giữ? Số điện thoại của ông chủ chúng mày là bao nhiêu? Nghe vậy, Đồng Thụy lập tức quỳ xuống bộp một tiếng. Người sống trong Sơn Trang Vân Đỉnh đều là những người có thân phận rất cao hoặc rất giàu có, huống chi là người sống trong Vân Đỉnh Thiên Cung. Một người có thể khiến Sở Vô Đạo chắp tay chuyển nhượng một căn nhà như thế, sao ông ta có thể trêu vào được? Bò ra đi! Tề Đẳng Nhàn chỉ tay về phía cửa. Nói với gương mặt không cảm xúc. Nếu cái tên Đồng Thụy này dở đạo lý ra nói chuyện với hắn thì hắn cũng sẽ dùng đạo lý đáp lại, nhưng nếu đối phương không muốn bàn về đạo lý thì cũng chẳng có lý do gì để hắn nương tay. Mọi người đều nói tốt xấu gì cũng phải trừ lại một con đường, mai sau còn gặp lại. Nhưng dường như Tề Đẳng Nhàn không có ý định trừ lại đường cho bất cứ ai, từ trước đến nay phong cách hành động của hắn đều rất quyết đoán tuyệt tình. Đồng Thụy lập tức bò ra cửa biệt thự bằng cả hai tay lẫn hai chân. Cảnh tượng ấy khiến Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn ngẩn người, Đồng Thụy oai phong lẫm liệt mà lại bị Tề Đẳng Nhàn bắt cút ra khỏi nơi này bằng tư thế bỏ nhục nhã. Không chỉ vậy, hóa ra Tề Đẳng Nhàn thực sự là chủ nhân hiện tại của Vân Đỉnh Thiên Cung. Từ bao giờ mà căn biệt thự ấy được Sở Vô Đạo chuyển nhượng lại cho hắn? Trong giờ phút này, hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nhọc. Đồng Thụy bò ra khỏi biệt thự,
thấy đám thuộc hạ của mình vẫn đang ngẩn tò te đứng đó thì lập tức đen mặt, giận dữ hét lên, chúng mày còn ở trong đấy làm gì nữa? Đợi ăn cơm à? Vậy là lũ thuộc hạ của Đồng Thụy cũng vội vàng chạy ra ngoài cửa. Đồng quản lý, chúng ta thực sự sẽ mặc kệ chuyện này sao? Tôi thấy vị kia hung dữ quá, chắc cậu ta sẽ không thực sự xuống tay giết chết Dương Thiếu ra đâu nhỉ, có người không nhịn được mà thấp giọng nói. Người ta sống trong VCTC đấy, dù có giết sạch cả nhà mày thì tao cũng không hó hé được tiếng nào đâu. Đồng Thụy hung tợn đáp lời hắn ta. Đúng lúc này, Đồng Thụy lại nhìn thấy xe của Cục An ninh Quốc gia đã tới. Trưởng phòng Vương bước xuống từ trên xe. Ông ta lập tức bước nhanh hơn, ông ta không muốn dính dáng tới chuyện này thêm một giây một phút nào nữa. Chân trước Đồng Thụy vừa đi, chân sau trưởng phòng Vương của Cục An ninh Quốc gia đã dẫn người đến. Dương Viễn Sơn bèn cười lạnh nói, mày tưởng mày dọa được Đồng Thụy là xong việc à? Mày dùng súng, chắc chắn Cục An ninh Quốc gia sẽ không bỏ qua cho mày. Dương Phỉ Phỉ ở một bên cũng liên tục gật đầu, có thể Tề Đảng Nhàn đủ năng lực để khiến Đồng Thụy sợ hãi chạy mất, nhưng hắn đã nổ súng khiến Dương Viễn Sơn bị thương, tính chất của sự việc lần này là vô cùng nghiêm trọng. Nước Hoa là một quốc gia cấm sử dụng súng, nếu có vụ án liên quan đến súng đạn thì tất cả mọi người đều sẽ quan tâm. Trưởng phòng Vương, chính là người này đây, hắn dám xông vào biệt thự của tôi rồi nổ súng về phía tôi, khiến đùi tôi bị thương. Dương Viễn Sơn vừa nhìn thấy trưởng phòng Vương đã ngay lập tức lên tiếng tố cáo. Ánh mắt của trưởng phòng Vương nhìn về phía Tề Đảng Nhàn, ông ta ngẩn ra, hờ hững nói, đây chẳng phải Tề Tổng của Thiên Lai Capital hay sao? Tề Đảng Nhàn không biết trưởng phòng Vương là ai, chỉ là dạo gần đây danh tiếng của hắn quá vang dội, trưởng phòng Vương biết hắn cũng chẳng có gì là lạ. Trưởng phòng Vương, hai người kia bắt cóc thư ký của tôi, lấy người nhà của thư ký của tôi ra để uy hiếp cô ấy. Cố ép buộc cô ấy đánh cắp bí mật thương nghiệp của công ty chúng tôi. Tề Đảng Nhàn có sao nói vậy, không phóng đại sự việc chút nào. Phải đấy, thưa trưởng phòng Vương, họ nói dối là đang nắm trong tay cho cốt của mẹ tôi để lừa tôi đến đây, sau đó mới tiến hành uy hiếp. Dương Quan Quan lắp bắp, có vẻ rất tội nghiệp. Trưởng phòng Vương không quan tâm đến những chuyện này, ông ta chỉ nhìn vào khẩu súng trong tay Tề Đảng Nhàn, thản nhiên hỏi, vậy có nghĩa là Tề Tổng thực sự đã sử dụng súng phải không? Tề Đảng Nhàn đáp, đúng là tôi đã nổ súng. Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn đều không còn lo lắng nữa. Chưa tính đến việc họ có quan hệ với trưởng phòng Vương, chỉ mỗi chuyện Tề Đảng Nhàn nổ súng đã đủ để trưởng phòng Vương không dễ dàng buông tha cho hắn. Chẳng lẽ Tề Tổng không biết nước Hoa chúng ta là một quốc gia cấm súng đạn? Trưởng phòng Vương nở một nụ cười lạnh lẽo. Tề Đảng Nhàn không nói gì. Trưởng phòng Vương tiếp tục nói, dù thư ký của cậu có bị họ bắt cóc thì cậu cũng nên giải quyết vấn đề bằng cách báo chuyện này cho cảnh sát mới đúng chứ. Tại sao cậu phải nổ súng? Hơn nữa, khẩu súng này của cậu từ đâu ra? Cậu có giấy chứng nhận đó là súng hợp pháp hay không? Mỗi lần nói ra một câu là trưởng phòng Vương lại tiến lên thêm một bước, tạo ra áp lực vô cùng kinh khủng. Dương Quan Quan nói, trưởng phòng Vương, anh ấy nổ súng là để cứu tôi. Im miệng, trưởng phòng Vương quay đầu, lạnh giọng quát to. Dù mục đích của cậu ta có là cứu người thì cũng không đáng phải nổ súng, và cũng không được phép nổ súng. Dám dùng súng nghĩa là cậu ta đã phạm pháp. Dường như trưởng phòng Vương chỉ chuyên tâm cắn mãi không nhả việc Tề Đảng Nhàn đã nổ súng khiến người khác bị thương, ông ta căn bản không hề quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trước khi Tề Đảng Nhàn nổ súng. Trước tình huống này, Tề Đảng Nhàn chẳng những không hề ngạc nhiên mà còn nở nụ cười chế giễu. Cậu bỏ súng xuống đất, hai tay ôm đầu cho tôi. Dù cậu có là ông chủ của một doanh nghiệp tỷ đô thì cũng phải tuân theo luật pháp. Trưởng phòng Vương lớn tiếng quát to, có vẻ cực kỳ oai nghiêm chính trực. Tề Đảng Nhàn bật cười, trưởng phòng Vương cũng đã nghe lý do tôi phải nổ súng rồi đấy, chẳng lẽ họ không phải gánh chịu chút trách nhiệm nào sao? Trưởng phòng Vương lạnh lùng nói, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy một tên côn đồ mang súng xông vào một căn nhà giữa khu căn hộ cao cấp, đồng thời còn nổ súng khiến chủ nhà bị thương trên đùi, còn lại thì tôi không thấy gì hết. Tề Đảng Nhàn không nhịn được mà cảm thán, trưởng phòng Vương thật đúng là một quan chức tốt, chỉ chuyên môn phục vụ người có tiền có quyền. Làm càn, ai cho mày lá gan nói thế với trưởng phòng Vương? Mau câm miệng đi! Mày có biết mày đã vi phạm điều lệ đảm bảo an ninh của đất nước này hay không? Chúng tao thậm chí còn được phép bắn gục mày ngay tại chỗ đấy. Mày còn dám lắm lời thêm một lần nào nữa thôi,
đợi đến lúc về cục tao sẽ cho mày không còn răng mà húp cháo. Những cấp dưới đứng sau lưng trưởng phòng Vương to tiếng quát Tề Đảng Nhàn để bảo vệ ông ta. Dương Viễn Sơn cũng cười nhạt, anh ta nói, dù những thứ mày vừa kể có là sự thật thì đã sao? Dù tao có bắt cóc Dương Quan Quan, thậm chí còn uy hiếp nó, ép nó đi lấy trộm bí mật thương nghiệp, thì đã sao nào? Tao dám làm thế đấy, vì tao là thiếu gia của nhà họ Dương ở Ma Đô. Còn mày là cái thá gì? Mày tưởng mày có vài đồng bạc lẻ thì cao quý lắm hay sao? Địa vị xã hội của mày có cao hơn tao không? Tao muốn phạt nó thế nào thì cũng là chuyện hợp lý hợp tình, lẽ ra nó nên im lặng chịu đựng mới phải. Nếu mày không thể chấp nhận được mà muốn ra mặt thay nó thì nghĩa là mày đã phạm pháp. Dám làm tao bị thương, cũng là phạm pháp khi mày đã hiểu rõ luật lệ, tội của mày càng tăng thêm một bậc. Dương Phỉ Phỉ cũng đắc ý nói, bọn tôi đến từ nhà họ Dương ở Ma Đô, không phải ai cũng có khả năng trêu vào đâu. Nghe xong những lời ngông cuồng của Dương Viễn Sơn, Tề Đảng Nhàn quay đầu nói trưởng phòng Vương, ông đồng ý với những gì anh ta vừa nói sao? Trưởng phòng Vương mỉm cười đáp, ồ, theo tôi thì cậu ấy chẳng nói gì sai cả. Cậu ấy là thiếu gia nhà họ Dương ở Ma Đô, cậu ấy muốn xử lý ai thì cứ việc xử lý người đó. Nếu cậu dám can thiệp vào thì chính là phạm pháp. Khi nói những lời này, ngữ điệu của ông ta dần trở nên khinh miệt hơn bao giờ hết, chắc không phải Tề Tổng nghĩ cậu đã tạo được chút danh tiếng dạo gần đây thì cậu thực sự có thể thoải mái làm gì thì làm ở thành phố Trung Hải này đấy chứ. Tề Đảng Nhàn lắc đầu, trước giờ tôi chưa từng nghĩ vậy, chỉ có điều luôn luôn có một vài tên ngang ngược không có mắt, khiêu khích hỏng súng của tôi. Mặt Dương Quan Quan chuyển màu trắng bệch. Cô ta run giọng nói, sao các người có thể như vậy? Sao các người có thể giở trò ức hiếp người ta như vậy được cơ chứ? Dương Viễn Sơn thản nhiên đáp, Dương Quan Quan, thế giới này là như thế đấy, mạnh được thì yếu thua. Bọn tao là hậu duệ của nhà họ Dương ở Ma Đô, còn mày chỉ là một đứa con hoang thấp hèn. Những thứ này đều là đặc quyền mà cả đời mày hâm mộ không hết. Mày vô dụng như thế, dù có cố gắng hơn nữa thì cũng chỉ là phường bới rác mà thôi. Bọn tao muốn chà đạp mày thế nào thì chà đạp. Dương Quan Quan có chút chán nản, thế giới này thực sự là thế sao? Dù cô ta có cố gắng hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa vô dụng sao? Tề Đảng Nhàn lắc đầu, đừng nghe chúng nói những lời nhảm nhí. Trưởng phòng Vương đã không còn kiên nhẫn nữa, ông ta lạnh mặt nói, bỏ súng xuống đất, hai tay ôm đầu, im lặng chịu trói đi. Nếu cậu có gan phản kháng thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến việc cậu có phải tổng giám đốc của Tiên Lai Capital hay không, mà sẽ cho người nổ súng bắn chết cậu. Tề Đảng Nhàn mỉm cười, giơ tay lên, sau đó bóp cò nhanh như chớp. Phát đạn của hắn nhắm thẳng vào chân còn lại của Dương Viễn Sơn. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, tiếp theo là máu tươi văng tung tóe. Ngay sau đó, tiếng gào thảm thiết của Dương Viễn Sơn cũng vang lên. Anh ta ôm lấy bắp đùi đang chảy máu ròng ròng, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Cảnh tượng ấy khiến tất cả những người đang có mặt phải ngẩn ra. Dù là trưởng phòng Vương cũng phải kinh hãi, Tề Đảng Nhàn dám nổ súng bắn Dương Viễn Sơn ngay trước mắt ông ta sao? Ông ta biết Tề Đảng Nhàn có thân phận, có bối cảnh, dù chuyện thế này đã xảy ra thì cùng lắm ông ta cũng chỉ có thể bắt hắn về cục nhốt vào nhà giam vài ngày, để hắn chịu thiệt một chút mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn lại tiếp tục nổ súng ngay trước mắt ông ta, tính chất của sự việc sẽ trở nên khác hẳn. Vì sao người này lại ngông cuồng không biết sợ là gì như thế? Ngại quá, lần đầu tiên tôi dùng súng nên có hơi hồi hộp. Tề Đảng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười. Vừa nói xong, ngón tay hắn lại bóp cò, bắn ra thêm một phát súng, bằng một tiếng, viên đạn găm trúng cánh tay phải của Dương Viễn Sơn. Dương Viễn Sơn lại gào lên thảm thiết. Đau tới nỗi liên tục lăn lộn trên đất, suýt thì bất tỉnh. Anh ta hét lên, trưởng phòng Vương, ông còn đợi gì nữa? Tề Đảng Nhàn vội vàng nói, ngại quá, cướp cò. Bỏ súng xuống đất cho tôi. Hai mắt trưởng phòng Vương như muốn nứt ra, ông ta rút súng, hung hăng kề vào gáy Tề Đảng Nhàn, tức giận gào thét. Đến cả Dương Quan Quan cũng bị hành vi kiêu ngạo của Tề Đảng Nhàn làm cho sợ hãi đến mức chấn động. Hắn dám nổ liền hai phát súng vào Dương Viễn Sơn ngay trước mặt người của Cục An ninh Quốc gia, quả thực quá kích thích rồi. Thậm chí đầu cô ta còn ong ong nhức buốt, không hiểu nổi tiếp theo Tề Đảng Nhàn định làm gì để dọn dẹp hậu quả. Tề Đảng Nhàn bị trưởng phòng Vương dí súng vào sau gáy, bèn mỉm cười nói, trưởng phòng Vương đừng nóng,
tôi chỉ không cẩn thận cướp cò súng thôi mà. Dứt lời, hắn đưa tay khóa chốt an toàn lại. Nhìn cảnh ấy, trưởng phòng Vương thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu tên điên này còn tiếp tục nổ súng nữa thì chính ông ta cũng không biết mình có nên bóp cò hay không. Tề Tổng, trò đùa của cậu quá đáng rồi đấy. Cậu dám nổ hai phát súng khiến Dương Thiếu Gia bị thương ngay trước mặt các nhân viên của Cục An ninh Quốc gia chúng tôi sao? Trưởng phòng Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Dù hai phát súng của Tề Đảng Nhàn bắn trúng người Dương Viễn Sơn, nhưng đồng thời chúng cũng đang bắn thẳng vào thể diện của ông ta. Sợ rằng sau này người của nhà họ Dương sẽ chất vấn ông ta, hỏi rằng tại sao ông ta đã có mặt rồi mà Dương Viễn Sơn vẫn còn phải chịu thêm hai phát súng. Tề Đảng Nhàn cười ha ha, hắn hỏi lại, trò đùa ư. Ông sai rồi, tôi cố ý đấy. Anh ta là nghi phạm đe dọa đến nền an ninh quốc gia, tôi khiến hắn bị thương cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Trưởng phòng Vương nhíu mày thật chặt, ông ta cười gằn, Tề Tổng đang nói đùa gì vậy, từ bao giờ cậu lại có ảo tưởng rằng cậu đã đủ tư cách thay Cục An ninh Quốc gia chúng tôi thốt ra những câu như thế. Tề Đảng Nhàn gài khẩu súng bên thắt lưng, lạnh nhạt nói, tôi không đùa với ông. Hay là ông cảm thấy ông có tư cách để nghi ngờ thân phận của tôi? Mày thì có thân phận gì cơ chứ? Mày chẳng qua cũng chỉ là một doanh nhân, mày có tư cách gì mà lên tiếng thay cho Cục An ninh Quốc gia? Chết tiệt, mày thực sự nghĩ bản thân quan trọng đến mức coi tất cả bọn tao là không khí à? Ở ngay trước mặt bọn tao mà mày dám nổ súng bắn người, lại còn thốt ra những lời ngạo mạn hoang đường như vậy. Phải lập tức bắt giữ hắn, đưa về Cục An ninh Quốc gia để tiến hành thẩm vấn và điều tra. Những cấp dưới của trưởng phòng Vương đều lớn tiếng quát to, cả đám lòng đầy căm phẫn, cứ như thể họ đã bị Tề Đảng Nhàn mạo phạm tôn nghiêm vậy. Trưởng phòng Vương cũng lạnh lùng nói, cậu có tư cách gì để thốt ra những lời này? Cậu có thân phận gì mà tôi không được quyền nghi ngờ cậu? Tề Đảng Nhàn thò tay vào trong túi áo. Không được nhúc nhích. Mọi người đều giật mình hồi hộp, chỉ sợ hắn lại tiếp tục làm ai đó bị thương. Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói, đừng có cuống quýt lên như thế, tôi chỉ muốn chứng minh thân phận của tôi thôi. Trưởng phòng Vương cười lạnh, cậu ta lấy gì thì kệ cho cậu ta lấy, tôi cũng muốn chống mắt lên xem cậu ta có thân phận gì đáng sợ. Tề Đảng Nhàn chậm rãi móc từ trong ngực áo ra một cuốn sổ chứng nhận màu đen, sau đó nói, mời trưởng phòng Vương chống mắt lên xem đi, tự ông hãy xem tôi có tư cách nói ra những lời kia không. Trông thấy trang bìa ngoài của cuốn sổ màu đen đó, trưởng phòng Vương thầm phát hiện có gì không đúng. Bởi vì ngay trang bìa ngoài có vẽ một con chim ưng rất oai phong lẫm liệt, đó chính là biểu tượng của quân đội nước Hoa. Hắn thì có thể có thân phận gì được cơ chứ? Hãy bắn chết hắn ngay tại đây đi, trưởng phòng Vương. Dương Phỉ Phỉ hét lên như đã phát điên. Tận mắt chứng kiến Dương Viễn Sơn bị bắn vài phát đạn, tâm trí cô ta đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Trưởng phòng Vương không nghe theo lời nói của Dương Phỉ Phỉ, chỉ đưa tay ra. Ông ta nhận lấy cuốn sổ chứng nhận trong tay Tề Đảng Nhàn, lật tấm bìa màu đen lên, dở trang thứ nhất, mí mắt không nhịn được mà giật giật. Con dấu của quân đội nước Hoa, ở ngay trang thứ nhất là một con dấu màu đỏ thẫm, con dấu thuộc về văn phòng quân đội nước Hoa. Trưởng phòng Vương lật trang sách tiếp theo. Lập tức không nhận được mà hít vào một hơi, thấy đầu óc mình như quay cuồng. Tề Đảng Nhàn, chuẩn tướng, thuộc ban chính trị của quân đội nước Hoa, bàn tay của ông ta cũng run lên bần bật. Trưởng phòng Vương có nằm mơ cũng không ngờ Tề Đảng Nhàn lại sở hữu một thân phận lớn đến thế, chuẩn tướng của quân đội nước Hoa, thậm chí còn lệ thuộc ban chính trị. Ban chính trị là một tổ chức thế nào, ông ta là người hiểu rõ nhất, đó là bộ phận trung tâm có địa vị tối cao trong quân đội nước Hoa. Tướng lĩnh của rất nhiều quốc gia khác cũng phải tỏ ra kiêng kỵ bộ phận này. Nhất thời miệng lưỡi trưởng phòng Vương trở nên khô khốc, người của quân đội là những người khó nói chuyện nhất, cũng là những người bao che cho nhau nhất. Lần trước, cũng vì Cục An ninh Quốc gia bắt nhầm một chiến sĩ mà xe tăng của bộ đội địa phương tìm đến tận cửa lớn của trụ sở Cục An ninh Quốc gia. Huống chi Tề Đảng Nhàn lại là một phần thuộc ban chính trị bộ phận quan trọng bậc nhất, bộ phận này có quyền lực rất cao. Hơn nữa, Tề Đảng Nhàn còn là chuẩn tướng. Thế nào, trưởng phòng Vương, bây giờ tôi đã có tư cách nói chuyện chưa? Tề Đảng Nhàn mặt không đổi sắc nhìn V, bình thản hỏi. Trưởng phòng Vương hung hăng nuốt nước miếng, ông ta cảm thấy đầu mình không đủ dùng nữa rồi, chẳng phải hắn là tổng giám đốc của Tiên Lai Capital sao? Từ bao giờ mà hắn lại lắc mình biến thân thành chuẩn tướng trực thuộc quân đội rồi? Trưởng phòng Vương không nghi ngờ xem sổ chứng nhận là thật hay giả.
ông ta đã đi đến chức vị này, đã từng nhìn thấy rất nhiều quyển sổ chứng nhận tương tự. Hơn nữa, con dấu chạm nổi trên trang giấy xác nhận thân phận kia không thể làm giả được. Và lại, cũng không ai to gan đến mức dám giả mạo quan chức của ban chính trị đâu. Trong lúc nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vào mặt trưởng phòng Vương rồi nói, tôi đang hỏi trưởng phòng Vương đấy, sao trưởng phòng Vương không trả lời tôi? Làm càn! Cấp dưới của trưởng phòng Vương lớn tiếng hô to, bước tới giơ chân đá Tề Đẳng Nhàn. Trưởng phòng Vương quay đầu lại, giơ tay thật cao, bốp một cái, ông ta tát tên cấp dưới kia văng ra ngoài. Sau đó trưởng phòng Vương giận dữ quát to, cậu có tư cách lên tiếng ở nơi này à? Cút ngay cho tôi. Tên cấp dưới kia bị tát mà ngớ cả người, anh ta không hiểu nổi tại sao mình đến giúp ông ta dạy dỗ lại Tề Đẳng Nhàn mà còn bị đánh. Lúc này Dương Viễn Sơn đã tỉnh táo lại, anh ta kinh hãi nói, trưởng phòng Vương, ông đang làm gì thế kia? Trưởng phòng Vương không để ý đến anh ta, chỉ cầm cuốn sổ chứng nhận bằng hai tay rồi cung kính đưa cho Tề Đẳng Nhàn. Cái tên Tề Đẳng Nhàn này hóa ra lại là tướng quân của ban chính trị, lần này nhà họ Dương gây chuyện lớn rồi, bị ban chính trị nhìn chằm chằm, không ai có quả ngon để ăn đâu. Sau này mình phải phân rõ ranh giới với nhà họ Dương mới được, miễn cho sau này bị ban chính trị thanh toán cả gốc lẫn lãi. Quyền lực của ban chính trị có thể nói là lớn bậc nhất trên toàn bộ nước Hoa. Trong lòng trưởng phòng Vương thấy lạnh như băng. Ông ta chỉ mong sau chuyện này ban chính trị sẽ không ghi tên mình vào sổ đen, nếu không cũng đủ để ông ta chết 100 lần. Ngẫm lại lời nói của bản thân ban nãy, trưởng phòng Vương chỉ hận mình không thể xuyên về quá khứ mà tự tát bản thân mấy cái thật đau. Ông ta thấy đắng cả miệng, nói với Tề Đẳng Nhàn, xin lỗi ngài, tất cả mọi chuyện ban nãy đều là lỗi của tôi vì chưa cẩn thận điều tra rõ ngọn nguồn sự việc đã võ đoán. Tiếp theo đây Cục An ninh Quốc gia chúng tôi sẽ không tiếp tục nhúng tay vào sự việc này nữa, mọi chuyện do ngài toàn quyền xử trí. Nếu không còn gì thì tôi xin dẫn mọi người đi trước. Những lời này của trưởng phòng Vương chẳng khác gì thả một quả bom nguyên tử thật lớn trong đầu hai anh em Dương Viễn Sơn và Dương Phỉ Phỉ, đùng một tiếng, đến đại não họ cũng như sắp nổ tung. Dương Viễn Sơn bị Tề Đẳng Nhàn bắn ba phát, hai phát là do hắn nổ súng ngay trước mặt người của Cục An ninh Quốc gia. Vậy mà hắn được bỏ qua dễ dàng như thế ư? Mặt mũi của trưởng phòng Vương gần như bị Tề Đẳng Nhàn quăng xuống đất mà dẫm đạp, thế mà chỉ vậy là xong xuôi rồi sao? Này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Đi đi! Tề Đẳng Nhàn cất sổ chứng nhận vào túi áo rồi lạnh nhạt nói. Được hắn cho phép, trưởng phòng Vương không nói hai lời, lập tức vung tay dẫn tất cả đi mất. Dương Viễn Sơn lập tức hét lên đầy kinh ngạc, này trưởng phòng Vương! Ông cứ thế mà đi thôi à? Còn tôi thì phải làm sao đây? Trưởng phòng Vương quay đầu lại, đen mặt nói, Dương thiếu gia à, chuyện này tôi không nhúng tay vào được đâu, cậu hãy tự nghĩ cách xử lý đi. Dương Viễn Sơn tức đến nỗi gần như không thở nổi, ông là trưởng phòng của Cục An ninh Quốc gia đấy, hơn nữa ngày thường ông đạt được không ít lợi ích từ phía nhà họ Dương, giờ ông chỉ nói với tôi một câu là chuyện này ông không nhúng tay vào được. Không phải ông ta không muốn nhúng tay vào. Mà ông ta thực sự không nhúng tay vào được. Tề Đẳng Nhàn quay sang phía Dương Viễn Sơn, chậm rãi nói. Vì mất quá nhiều máu nên sắc mặt Dương Viễn Sơn tái mét như tàu lá chuối, nghe thấy những lời mà Tề Đẳng Nhàn nói với mình thì lồng ngực anh ta càng thêm bức bối, suýt nữa ngất xỉu vì tức giận. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng Tề Đẳng Nhàn đã nổ súng, đánh người khác bị thương và nổ súng làm người khác bị thương là hai sự việc có tính chất hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Dương Quan Quan cũng rất kinh ngạc, cô ta còn tưởng lần này Tề Đẳng Nhàn khó mà thoát được tội danh, ngờ đâu chỉ một cuốn sổ chứng nhận là đủ để trấn áp trưởng phòng Vương. Cô ta vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc cuốn sổ chứng nhận kia là gì mà người như trưởng phòng Vương lại phải sợ hãi đến mức vội vàng rút lui. Ba phát súng này là lời cảnh cáo đầu tiên tao dành cho mày. Tề Đẳng Nhàn híp mắt nhìn Dương Viễn Sơn, cười lạnh nói. Dương Viễn Sơn đã buộc chặt các vết thương trên người anh ta bằng vải, ba phát súng đều không trúng chỗ hiểm, không đến mức có thể khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Môi Dương Viễn Sơn run run, anh ta nói không nên lời. Một lúc lâu sau, anh ta mới giận dữ hét lên với vẻ rất không cam lòng, chẳng qua chúng ta đang ở thành phố Trung Hải thôi. Tề Đẳng Nhàn nói, a. À. Dương Viễn Sơn cắn răng thật chặt, nếu nơi này là Ma Đô. Nếu nơi này là Ma Đô thì mày có còn kiêu căng được như thế nữa không?
mày còn có vốn liếng để ngạo mạn nữa hay không? Nếu nơi này là Ma Đô, tao chỉ cần tốn nửa phút là có thể giết chết mày. Nghe xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn bật cười rồi hỏi lại, nếu nơi này là Ma Đô? Nếu nơi này là Ma Đô, tao vẫn sẽ đập cho mày một trận như tử. Dương Phỉ Phỉ nói, anh cứ mạnh miệng đi, có gan thì hãy theo bọn tôi đến Ma Đô một chuyến xem thử liệu anh có chết được hay không. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ mỉm cười, hắn lắc đầu, mày có bệnh gì không đấy? Bây giờ tao theo bọn mày đến Ma Đô ư? Được rồi, Ma Đô phải không, rồi sẽ có ngày tao đến đó. Chừng nào đến tao sẽ báo cho bọn mày, để xem bọn mày có thể giết chết tao không. Dương Viễn Sơn căm tức nói, mày chỉ kiêu ngạo được bây giờ thôi. Chỉ cần mày bước nửa bước vào lãnh thổ Ma Đô, tất nhiên tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Tề Đẳng Nhàn xoay người liếc nhìn anh ta, nói, ba hoa khoác lác thì ai chẳng làm được. Với lại, thái độ của mày là thái độ của một thằng bại trận đấy à? Mày vênh váo thêm một câu nữa cho tao nghe thử xem nào. Vừa dứt lời, Tề Đẳng Nhàn đã móc khẩu súng quân dụng P1911 ra khỏi thắt lưng, giơ tay dí thẳng vào gáy Dương Viễn Sơn. Hắn cười nhe răng trợn mắt, nụ cười hệt như những nhân vật được khắc họa trong truyện tranh Nhật Bản, trên mặt đầy sát khí âm u. Dương Viễn Sơn đã bị bắn 3 phát, đương nhiên anh ta sẽ không dám đánh cược xem liệu Tề Đẳng Nhàn có nổ súng giết chết mình hay không. Trong mắt anh ta, Tề Đẳng Nhàn chính là một tên điên. Dương Phỉ Phỉ sợ tới nỗi giật nảy mình, vội vàng giơ hai tay lên che miệng. Phải rồi, kẻ bại trận thì nên hành xử giống kẻ bại trận mới đúng. Lại đây, quỳ xuống, xin lỗi thư ký bé nhỏ của tao đi. Tề Đẳng Nhàn nghiêng súng chĩa vào người Dương Phỉ Phỉ. Gương mặt của Dương Phỉ Phỉ nhanh chóng đỏ lên, cô ta nghiến răng không nói gì, cũng không có ý định hành động. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà tháo mở chốt an toàn, một tiếng xoạch vang lên. Dương Phỉ Phỉ lập tức quỳ phịch xuống đất. Xin lỗi đi, thái độ thành khẩn vào. Tao nghĩ chắc mày cũng không muốn lặp lại lời xin lỗi đến lần thứ hai đâu nhỉ. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nhìn cô ta, trầm giọng nói. Trong lòng Dương Quan Quan ấm ức vô cùng, từ nhỏ đến lớn lúc nào cô ta cũng là người chèn ép và bắt nạt Dương Quan Quan, thậm chí có nhiều lần cô ta suýt đẩy Dương Quan Quan vào chỗ chết. Thế mà bây giờ cô ta phải quỳ xuống trước mặt Dương Quan Quan. Lại còn phải xin lỗi Dương Quan Quan bằng tư thái hết sức hèn mọn. Dĩ nhiên cô ta không muốn. Nhưng cái mạng của cô ta quan trọng hơn. Mạng của cô ta quý hơn mạng của Dương Quan Quan nhiều lắm, thế nên nhất định cô ta phải cố nén giận. Dương Quan Quan, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tao. Dương Phỉ Phỉ hít một hơi thật sâu rồi cố nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Tề Đẳng Nhàn quay lại hỏi Dương Quan Quan, cô có tha thứ cho ả ta không? Dương Quan Quan lắc đầu, thậm chí còn hung hãn trợn mắt lườm Tề Đẳng Nhàn, hắn đang nói nhảm gì thế? Sao cô ta có thể tha cho những kẻ ở nhà họ Dương được? Bị cô ta lườm như thế, Tề Đẳng Nhàn lại thấy hơi bực mình, ồ, ban nãy thì sợ sệt không dám chống cự như con thỏ đế, bây giờ lại bắt đầu dở thói đành hanh với sếp lớn của cô ta à? Em gái trong nhà giận dỗi anh trai. Thư ký bé nhỏ giận dỗi lãnh đạo trực tiếp. Nhìn thấy Dương Quan Quan lắc đầu. Trái tim Dương Phỉ Phỉ như đã nguội lạnh, cô ta thầm nghĩ, chắc không phải Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị ra tay giết mình đấy chứ. Sắc mặt của Dương Viễn Sơn nằm gần đó cũng cực kỳ khó coi, anh ta không thể đoán được cái tên Tề Đẳng Nhàn muốn làm gì. Tề Đẳng Nhàn cất súng đi, nói, không tha thứ là chuyện của cô, sau này cô tự đi mà lấy lại danh dự, tôi cũng không thể bảo vệ đồ thỏ đế như cô mãi mãi được, phải không? Chứng kiến cảnh tượng ấy. Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Con người này thực sự quá thất thường khó đoán, Dương Phỉ Phỉ sợ hãi nghĩ thầm. Tề Đẳng Nhàn đưa tay vỗ vai Dương Quan Quan rồi nói, đi thôi, không so đo với cái loại não tàn này nữa, lúc nào về tôi cho cô một cái ống ngắm, nếu chúng nó còn dám đến chọc giận cô thì cô cứ thẳng tay bắn chết chúng nó là được. Chấm chấm chấm. Hai anh em Dương Viễn Sơn và Dương Phỉ Phỉ đều thấy ớn lạnh. Nếu là người khác thốt ra câu này, họ sẽ nghĩ kẻ đó bị bệnh thần kinh, nhưng nếu người nói là Tề Đẳng Nhàn thì hơn phân nửa là hắn sẽ nói được làm được. Dạo gần đây Dương Quan Quan không livestream game offline nữa mà chuyển sang một trò bắn súng FPS tên là CSGO, tên tài khoản của cô ta chính là đưa ống ngắm cho tôi. Hiểu được Tề Đẳng Nhàn đang trêu chọc mình, Dương Quan Quan có chút giận dữ, mình đã bị ức hiếp đến mức này mà anh ta vẫn còn tâm trạng nói nhảm,
Thấy Tề Đẳng Nhàn đi ra ngoài, Dương Quan Quan cũng không dám chậm trễ, vội vã nối gót hắn. Cô ta vừa đuổi kịp bước chân Tề Đẳng Nhàn đã bị hắn vươn tay ôm lại. Anh hùng cứu mỹ nhân, không xích lại gần nhau lúc này thì còn phải đợi đến khi nào nữa chứ? Dương Quan Quan sửng sốt, cũng tiện thể nắm lấy tay Tề Đẳng Nhàn rồi theo hắn ra khỏi biệt thự. Đến khi hai người đã đi xa, Dương Viễn Sơn mới giận dữ hét lên, tao không đội trời chung với nó. Nếu nó dám đặt chân vào lãnh thổ Ma Đô, chắc chắn tao sẽ chém nó làm trăm mảnh. Dương Phỉ Phỉ cũng nghiến răng nói, hắn dám bắt em quỳ xuống trước mặt con khốn thấp hèn Dương Quan Quan, nhất định em phải xé xác hắn. Cả hai vừa dứt lời, Tề Đẳng Nhàn bỗng thò đầu vào từ ngoài cửa, tao nghe được đấy nhé. Chấm chấm chấm. Hai anh em kia run lên, sắc mặt trắng bệch. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi nói, có cơ hội thì tao sẽ đến Ma Đô, mong là lúc đó chúng mày sẽ cố gắng hết sức. Cố lên, còn 100 triệu điểm nữa là tao chết rồi. Dứt lời, hắn và Dương Quan Quan mới thực sự rời đi. Dương Quan Quan chỉ thấy buồn cười, phỏng chừng hai anh em nhà kia tối nay còn mơ thấy Tề Đẳng Nhàn rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya ấy chứ. Dương Quan Quan nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng thực ra không phải, cô ta bị Tề Đẳng Nhàn mắng cho một trận. Cái bẫy rõ ràng như thế mà cô vẫn còn bị dụ vào, cô là một con lợn rừng ngu ngốc hay sao? Tôi chưa từng thấy ai ngu xuẩn như cô. Nếu lần sau chuyện này còn xảy ra nữa thì tôi không thèm quan tâm đến cô đâu. Tề Đẳng Nhàn nổi giận đùng đùng, đánh hai cái vào gáy cô ta, khiến đầu cô ta ong ong như búa bổ. Dương Quan Quan có chút ấm ức, nhưng không thể cãi lại được. Đúng là cô ta khôn nhà dại trợ, một cái bẫy đơn giản như thế mà không thể nhìn ra, cuối cùng bị hai anh em Dương Viễn Sơn và Dương Phỉ Phỉ gây khó dễ. Dương Quan Quan nói, Tề Tổng, tôi biết lỗi rồi, anh đừng mắng nữa. Tề Đẳng Nhàn thở dài rồi nói, cũng phải, vốn đã không thông minh rồi, còn đánh mắng nữa lỡ đâu cô lại càng rốt nát hơn. Nghe vậy, Dương Quan Quan có chút không phục, tốt xấu gì cô ta cũng từng học ở Stanford, rốt là rốt thế nào. Không biết Hoàng Sung từ đâu xuất hiện, anh ta cười nói, Tề Tổng, lần này tôi lập công rồi đúng không? Tôi được phép bái cậu làm sư phụ chưa? Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Hoàng Sung, nói với Dương Quan Quan, may là có Hoàng Sung để mắt. Thấy hai người kia dẫn cho đi rồi gọi điện thoại cho tôi đấy. Nếu không thì rất có thể hôm nay cô đã bị hai người kia dồn vào chỗ chết rồi. Tuy rốt nát nhưng cô cũng có chỗ đáng khen, thà chết chứ không chịu bán đứng lợi ích của công ty chúng ta. Dương Quan Quan quay sang cười với Hoàng Sung, nói cảm ơn anh. Hoàng Sung chỉ thấy nhịp tim của mình tăng cao, anh ta mặt đỏ tới mang tai đáp lại, không, không cần khách sáo. Thằng nhãi này kích động gì thế? Đừng nghĩ nhiều, anh không với tới nổi đâu. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười, giơ tay khoác vai Dương Quan Quan. Hoàng Sung lập tức bĩu môi, không nhịn được mà nói, có tiền cũng không với tới nổi à. Nghe xong, Tề Đẳng Nhàn bật cười, hừm, có tiền cũng không với tới nổi, nhưng ông đây nhiều tiền lắm đấy. Hoàng Sung ho khan một tiếng, lại nói, thì, lần này coi như tôi đã lập công lớn, cậu có thể cân nhắc việc thu đồ đệ được chưa? Tề Đẳng Nhàn thấy hơi buồn cười, quả thực Hoàng Sung rất cố chấp với chuyện này, sự thành tâm của anh ta ít nhiều gì cũng khiến hắn cảm động. Mà hắn có cảm giác tâm địa của bản thân cũng không đến mức sắt đá. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn quay sang nhìn Dương Quan Quan. Anh nhìn tôi làm gì? Dương Quan Quan lại càng hoảng sợ, vô thức giơ tay chỉnh vạt áo, chỉ sợ mình lại để lộ ra thịt ở chỗ nào rồi bị tên háo sắc này quấy rối. Nhất thời Tề Đẳng Nhàn lại nổi giận. Cô ta có nhất thiết phải đề phòng một người anh trai như hắn không? Hắn quay sang gật đầu với Hoàng Sung, nói, ngày mai hai người hãy dậy từ lúc rạng sáng 5 giờ đi, đến Vân Đỉnh Thiên Cung tìm tôi sẽ huấn luyện cho hai người. Nghe hắn nói vậy, Hoàng Sung sung sướng đến nỗi lập tức quỳ phịch xuống mà cao giọng hô to, tạ ơn sư phụ. Dương Quan Quan lại càng hoảng sợ, có cần kích động đến thế không? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Dương Quan Quan. Hoàng Sung thầm nghĩ, cô không biết cậu ấy lợi hại đến mức nào đâu, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tề Đẳng Nhàn nghĩ Dương Quan Quan có hơi nhát gan quá mức, vậy nên hắn quyết tâm sử dụng phương thức dạy võ để thay đổi sự yếu đuối trong nội tâm của cô ta, giúp cô ta trở nên kiên cường. Ai cũng nói rượu vào khiến gan người ta to ra, thực ra võ công mới là thứ hiệu nghiệm nhất, có sức khỏe dẻo dai thì làm gì cũng có niềm tin và động lực cả. Nhớ kỹ nhé, 5 giờ rạng sáng mai.
Tôi là người tuân thủ giờ giấc, nếu một trong hai người đến muộn dù chỉ là một phút đồng hồ thì sau này cũng không cần tới làm gì nữa. Có nghe hay không? Nét mặt của Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Trên phương diện dạy võ, hắn thường theo lối mòn cổ điển, học điệu bộ hà khắc của các bô lão giang hồ thời xưa. Hai người kia không hẹn mà cùng bị hắn dọa sợ, vội vàng đồng ý, nghe rồi. Dương Quan Quan có chút buồn phiền, ngày nào mình cũng phải đi làm, về nhà còn phải livestream thêm vài tiếng nữa, ngày nào cũng phải dậy lúc 5 giờ sáng để luyện công, có phải thời gian eo hẹp quá không? Có điều cô ta cũng không oán giận, bởi cô ta hiểu rõ một đạo lý phải nếm trải khổ đau mới có thể thành người đứng trên muôn người. Tề Đẳng Nhàn nói với Dương Quan Quan, cô phải cố gắng thật nhiều nữa, chỉ khi mạnh mẽ thì cô mới không bị người ta bắt nạt. Dù không có quyền lực trong tay thì vũ lực hơn người cũng là một thứ đủ để khiến kẻ khác kiêng kỵ không muốn đối đầu với cô. Thiên tử giận dữ có thể khiến máu chảy khắp thiên hạ, võ phu giận dữ cũng có thể khiến máu phun ra năm thước. Thủy Hoàng đế có được thiên hạ, nhưng vẫn bị một thích khách thọt chân là Kinh Kha rượt đuổi khắp phòng. Nếu cô có thể luyện võ công tới mức dám dùng võ vi phạm luật lệ thì cô cũng không cần sợ những kẻ như Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn nữa. Thậm chí cả toàn bộ nhà họ Dương cũng thế, liệu ai trong số đó dám đụng vào cô? Nghe những lời của Tề Đẳng Nhàn, Hoàng Sung đứng một bên cũng thấy nhiệt huyết trào dâng. Trong mắt anh ta, Tề Đẳng Nhàn chính là loại người chỉ trong chớp mắt có thể đánh bại ngàn quân, là nhân vật có thể dùng võ vi phạm luật lệ. Quy tắc là gì chứ? Tiền tài là gì chứ? Trước giá trị vũ lực siêu đẳng của hắn thì tất cả cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu hắn muốn giết ai thì dù người đó có trốn vào giữa doanh trại quân đội cũng chẳng có tác dụng gì. Cái chết của Vương Hổ khiến khắp nơi huyên náo, tất cả mọi người đều đang suy đoán xem hung thủ là ai, cũng không phải không có người nghi ngờ Tề Đẳng Nhàn, chỉ có điều Hoàng Sung rất chắc chắn, nhất định Vương Hổ đã bị Tề Đẳng Nhàn giết chết. Nếu mình có thể học được một nửa công phu của sư phụ thì chắc chắn cũng có thể báo được mối thù. Hoàng Sung khẽ siết nắm đấm, thầm nghĩ. Tề Đẳng Nhàn phất tay rồi nói, được rồi, Hoàng Sung à, anh về trước đi. Đúng 5 giờ sáng mai hãy đến Vân Đỉnh Thiên Cung tìm tôi. Hoàng Sung nghiêm túc gật đầu, xin sư phụ hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ đến đúng giờ. Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Tề Đẳng Nhàn đẩy Dương Quan Quan vào trong xe. Ngồi trên xe, Dương Quan Quan dùng khăn ướt lau gò má sưng đỏ rồi lại cởi giày cao gót lau phần da bị mài đau nhức. Động tác chậm chậm như muốn thể hiện rằng tâm trạng cô ta hiện giờ cũng đang rất phức tạp. Cuối cùng Dương Quan Quan cũng không nhịn được mà hỏi, cuốn sổ chứng nhận mà anh đã cho trưởng phòng Vương xem là gì mà có thể khiến ông ta kiêng kỵ tới mức bỏ qua cả việc anh nổ súng bắn Dương Viễn Sơn trước mặt ông ta. Tề Đẳng Nhàn cười nói, muốn biết bí mật của tôi thì cần dùng thứ gì đó để đổi đấy, hay là, cô cởi hai nút áo sơ mi ra cho tôi nhìn thử đi. Dương Quan Quan hung hãn trợn mắt lườm hắn. Có chút tức giận, trước mặt cô ta thì cái tên này không bao giờ nghiêm túc được quá lâu, cả ngày hắn chỉ kiếm cớ trêu chọc cô ta mà thôi. Xuống xe, Dương Quan Quan trần trừ một lúc lâu rồi mới dậm chân xuống đất, nghiến răng hỏi, hai anh vào nhà tôi uống cốc cà phê rồi nghỉ ngơi đã. Dĩ nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ không từ chối một lời mời mập mờ thế này. Anh đi trước đi, khi lên cầu thang, Dương Quan Quan vẫn rất cảnh giác, lòng phòng bị của cô ta dành cho hắn chưa hề giảm bớt chút nào. Cô phòng tôi như phòng sói mà lại mời tôi vào nhà uống cà phê, chẳng phải cô đang dẫn sói vào nhà hay sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Dương Quan Quan khẽ hừ một tiếng, dục hắn mau lên tầng. Vào nhà Dương Quan Quan rồi, Tề Đẳng Nhàn lập tức thản nhiên ngồi xuống ghế sofa như một ông tướng. Dương Quan Quan chưa thay quần áo đã vội vàng rót nước cho hắn, một cô gái mặc trang phục công sở, cặp chân dài mặc quần tất đen cứ đung đưa, quả là thích mắt. Đây mới là quan hệ bình thường giữa sếp và thư ký chứ. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy cốc cà phê từ đôi bàn tay trắng nõn, hài lòng nghĩ vậy. Dương Quan Quan không hổ là người đã đi du học ở nước ngoài mấy năm, cà phê do cô ta pha cực kỳ đậm vị. Thấy cô ta cảnh giác đề phòng mình, Tề Đẳng Nhàn cũng sinh lòng cảnh giác, chắc thư ký bé nhỏ sẽ không nhổ nước bọt vào cốc cà phê của hắn đâu đấy chứ. Quan Đần, bài luận bất tuân dân sự, ồ, tư tưởng của cô cũng hơi nguy hiểm đấy. Tề Đẳng Nhàn hết việc để làm thì bắt đầu tìm đề tài nói chuyện, hắn quơ lấy một quyển sách trên bàn, bật cười nói. Dương Quan Quan chỉ gật đầu, khẽ cong môi, trông dễ thương đến lạ, không để tâm đến câu bắt chuyện của hắn. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô đang nghĩ gì thế?
Dương Quan Quan bèn đáp, đang nghĩ đến việc anh bảo tôi luyện công, liệu mục đích có xấu xa như lúc anh bảo tôi chơi cầu lông cùng anh hay không? Khụ khụ khụ, không phải, tôi đánh cầu lông không giỏi thật mà. Tề Đẳng Nhàn giải thích. Dương Quan Quan quăng cho hắn một ánh mắt đại ý là có quỷ mới tin anh, sau đó cẩn thận kéo mép váy xuống, cặp đùi đẹp nghiêng sang phía khác. Bầu không khí đang chìm vào ngượng ngập thì Tề Đẳng Nhàn nhận được cuộc gọi từ hướng Đông Tinh. Tề Đẳng Nhàn cảm tạ cô ta từ tận đáy lòng vì đã giúp mình phá bỏ bầu không khí xấu hổ trước mắt, hắn vội vàng cầm điện thoại lên nghe máy. Hướng tổng có gì muốn chỉ bảo đây? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm, nói chuyện với Hướng Đông Tinh thì dễ hơn nhiều. Tâm trạng của Hướng Đông Tinh cũng đang rất tốt, cô ta nói, đường dây sản nghiệp của chúng ta đã đột phá toàn diện vòng vây phong tỏa của Liên minh Kinh tế Tử Thị, hiện giờ đang bắt đầu phản công trên quy mô lớn. Ban nãy tôi vừa nhận được cuộc gọi của một số người, tất cả đều đang thăm dò, nói bóng nói gió mãi cũng chỉ là muốn biết rốt cuộc tôi có 50 tỷ đô la Mỹ thật hay không. Tề Đẳng Nhàn ừ một tiếng, hỏi, sau đó thì sao? Hướng Đông Tinh nói, tôi cũng nhận được vài cuộc điện thoại dọa giết. Tề Đẳng Nhàn nói, không cần để ý đến chúng, cứ yên tâm làm việc đi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Nếu họ muốn động vào cô thì phải bước qua xác tôi trước đã. Cái chết của Vương Hổ là nhằm mục đích khiến chúng nhận thức được, đơn phương giải quyết một mình Hướng Đông Tinh là không đủ, Tề Đẳng Nhàn mới là boss lớn. Nếu chúng thực sự giết chết Hướng Đông Tinh thì cũng không ai có thể chống đỡ được sự trả thù điên cuồng của Tề Đẳng Nhàn. Ngay cả Vương Hổ trốn giữa doanh trại quân đội còn bị chém chết rồi chặt đầu mang đi, vậy thì trên thế giới này còn nơi nào là an toàn nữa chứ? Tề Đẳng Nhàn trò chuyện cùng Hướng Đông Tinh một lúc rồi cúp máy. Khoảng thời gian gần đây là thời kỳ thị phi, cô cũng phải cẩn thận một chút. Tề Đẳng Nhàn đặt điện thoại di động xuống rồi nói với Dương Quan Quan. Có điều cô cũng rất đáng tin, từ chối nhiều sự cám dỗ đến vậy cơ mà. Dương Quan Quan ngạc nhiên hỏi, anh cũng biết cơ à? Cô ta đảm nhận chức thư ký hội đồng quản trị của Tiên Lai Capital, cũng có thể gọi là quyền cao chức trọng, những đối thủ kia cũng có phái người đến tiếp xúc với cô ta để đưa ra rất nhiều điều kiện cùng lợi ích phong phú, có điều tất cả đều bị cô ta từ chối hết. Cô ta luôn tin rằng bệ phóng mang tên Tiên Lai Capital này có thể giúp mình phát triển rất xa, cũng tin rằng chỉ cần mình cố gắng là có thể chống lại nhà họ Dương. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, dù tôi không xuất hiện ở công ty nhưng mọi chuyện lớn nhỏ tôi đều biết hết. Thậm chí tôi còn biết rất nhiều người đang bán đứng lợi ích của công ty. Dương Quan Quan hỏi, vậy sao anh không mau chóng tìm ra họ rồi khai trừ hết đi? Khai trừ? Thế thì hời cho chúng quá. Những thông tin mà chúng bán đi đều là do tôi cố ý bảo người khác tiết lộ ra, tiện thể khiến Từ Ngạo Tuyết hiểu nhầm một số việc. Đến khi trận chiến thương trường này kết thúc, tôi sẽ kiện chúng rồi cho chúng vào tù ngồi vài năm. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh. Đối với kẻ phản bội thì không thể nhân từ nương tay, hơn nữa trước mắt hắn có thể lợi dụng chúng thêm một phen nữa. Dương Quan Quan nhận thức được sâu sắc sự nham hiểm của cái tên tư bản chó má Tề Đẳng Nhàn này, chắc chắn hắn là kiểu sẽ róc sạch cả thịt lẫn xương của người ta. Tề Đẳng Nhàn uống hết cốc cà phê, cười híp mắt, thư ký Dương, cô rót thêm cho tôi được không? Dương Quan Quan lườm hắn, bước tới nhận lấy cốc cà phê rồi rót đầy cho hắn thêm một lần nữa. Sau này cô đừng có nhát như thế nữa, phải kiên cường lên, gan dạ lên, đừng cứ giữ cái kiểu chỉ biết bắt nạt người nhà. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy cốc cà phê đầy, uống một ngụm rồi căn dặn. Tôi cũng muốn thế, nhưng tôi chưa thể đuổi kịp họ, nên lúc nào tôi cũng lo lắng. Dương Quan Quan không nhịn được mà thở dài. Sợ cái gì mà sợ, tôi là sếp của cô, tôi sẽ chống lưng cho cô. Tề Đẳng Nhàn không vui nói. Dương Quan Quan cảm kích hắn từ tận đáy lòng, cảm ơn anh. Lúc nào tôi cũng bị người ta bắt nạt rồi gây thêm cho anh bao nhiêu phiền phức. Tề Đẳng Nhàn nói, thôi, tôi đã giúp cô nhiều lần rồi, cô cũng phải thật cố gắng. Tôi sẽ dạy võ cho cô, mong là có thể giúp cô to gan hơn một chút. Dương Quan Quan nghiêm túc gật đầu rồi hỏi hắn, tôi có cần chuẩn bị gì không? Tôi cần mặc trang phục thế nào? Nghe câu hỏi ngốc nghếch ấy. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta bằng ánh mắt coi thường, dĩ nhiên là quần áo thể thao chứ còn gì nữa, lẽ nào cô muốn mặc tất da và mang giày cao gót để tập võ? Tôi thì không ngại đâu, bổ mắt lắm, chỉ sợ cô không chịu được. Mặt Dương Quan Quan đỏ ửng, cô ta cũng ý thức được rằng câu hỏi của mình có hơi ngốc. Cô ta phát hiện ra một điều,
khi ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn thì dường như cô ta bị trấn áp về mọi mặt, ngay cả trí thông minh cũng không được như lúc thường. Tôi nên báo đáp anh thế nào đây? Dương Quan Quan thở dài ai oán, có cảm giác mình đã nợ Tề Đẳng Nhàn quá nhiều. Lấy ngực mà báo đáp đi, tôi không ngại đâu, Tề Đẳng Nhàn hào phóng vỗ vỗ ngực mình. Dương Quan Quan lập tức nổi trận lôi đình, cô ta bực bội ưỡn thẳng lưng, giận dữ nói, ngày nào anh cũng giả mồm trêu chọc tôi, anh có gan thì sờ thử xem nào. Tề Đẳng Nhàn nuốt nước bọt, run rẩy vươn tay. Thấy hắn thực sự dám nói dám làm, Dương Quan Quan sợ đến mức choáng váng, cơ thể cô ta cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích được. Bộp, tay của Tề Đẳng Nhàn chạm vào vị trí phồng lên trên chiếc áo sơ mi. Sau đó hai người nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. A, tên yêu dâu xanh háo sắc, anh cút đi cho tôi. Dương Quan Quan bỗng nhiên đứng dậy cầm tay Tề Đẳng Nhàn đẩy ra, khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp phản ứng lại, Dương Quan Quan đã dùng chiêu rời non lấp bể để đẩy hắn ra ngoài cửa. Sau 5 hay 6 nhịp đẩy, Tề Đẳng Nhàn bị Dương Quan Quan đẩy ra khỏi nhà. Ê, cô đừng giận, chính cô bảo tôi sờ còn gì, nếu cô thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn vội vàng nói. Cút, Dương Quan Quan mặt đỏ tới mang tai, đóng cửa sầm một tiếng. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nhún vai, đúng là phụ nữ, chính miệng cô ta bảo mình sờ mà lúc sờ thật thì lại giận, đúng là khiến người ta không hiểu nổi. Hắn càng nghĩ càng thấy khổ sở, vẫn còn cách tận 2 lớp quần áo mà, sao phải giận dữ thế? Dương Quan Quan dựa vào cửa mà thở dốc, mặt đỏ như đít khỉ. Lời nói mà cô ta thốt lên trong lúc thẹn quá hóa giận lại bị coi là thật, hơn nữa đối phương còn háo sắc tới nỗi dám giơ tay ra sờ ngực cô ta. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa đi xa dần, Dương Quan Quan lại thấy có đôi phần mất mát tiếc nuối. Tề Đẳng Nhàn rất tốt, thực sự rất tốt, thậm chí cô ta có thể khẳng định rằng mình rất thích hắn, có điều lý trí nói cho cô ta biết, cô ta không thể để lộ thứ tình cảm ấy được. Cứ như lúc trước, giữ một khoảng cách nhất định là được rồi. Tiếng bước chân dần biến mất, tâm trạng của Dương Quan Quan cũng thoáng bình tĩnh trở lại. Cô ta nhìn xuyên qua mắt mèo, xung quanh tối om om. Anh ta sẽ không tức giận đấy chứ? Dương Quan Quan không nhịn được mà nghĩ. Vì vậy cô ta mở cửa. Sau đó cô ta hối hận ngay lập tức. Bởi cô ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang giơ tay bịt kín mắt mèo, trên mặt là nụ cười bỉ ổi. Anh chưa đi à? Vừa trông thấy Tề Đẳng Nhàn, Dương Quan Quan đã lập tức sầm mặt rồi hỏi bằng giọng điệu vô cùng khó chịu. Nếu cô tưởng tôi đi rồi thì còn mở cửa làm gì thế? Đừng viện mấy lý do ngốc nghếch như là cô chuẩn bị đi mua đồ đó nha. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười, dường như đã nắm thóp được cô ta. Dương Quan Quan có cảm giác mình là một chú thỏ trắng thuần khiết, còn cái tên Tề Đẳng Nhàn kia là con sói xám kinh tởm già khú đế. Dương Quan Quan cũng chẳng biết nên trả lời câu hỏi của hắn ra sao, cô ta không nghĩ ra được lý do nào khác. Tề Đẳng Nhàn vươn tay, nhẹ nhàng ôm eo cô ta kéo lại gần. Tôi cứu cô nhiều lần như thế, cô không nghĩ mình nên cảm ơn tôi sao? Tề Đẳng Nhàn đòi được báo đáp, vòng ôm càng lúc càng chặt. Tôi, Dương Quan Quan cũng kinh sợ, cô ta bị bao phủ bởi mùi hương thuộc về một người đàn ông, đầu óc hỗn loạn, không nghĩ nổi bất cứ chuyện gì. Dĩ nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ không bỏ qua cơ hội gần trong gang tấc, hôm nay là thời cơ tốt để tiến thêm một bước với Dương Quan Quan. Cũng có vẻ hơi bị ổi vì đã lợi dụng người khác trong lúc khó khăn, nhưng người thành công thì phải biết nắm chắc lấy cơ hội. Dương Quan Quan nhìn Tề Đẳng Nhàn dần dần tiến lại gần, vừa hồi hộp vừa bất an, cô ta nhắm chặt mắt, hai tay cũng vô thức đặt ra trước ngực. Tề Đẳng Nhàn đè Dương Quan Quan lên cánh cửa, lập tức hôn lên đôi môi đỏ thắm. Ban đầu cơ thể Dương Quan Quan run rẩy khe khẽ như bị điện giật. Lông mi cũng bắt đầu run rẩy, dường như có thứ gì nặng cả ngàn cân đang đè trên mí mắt cô ta, khiến cô ta căn bản không thể mở mắt ra được nữa. Hơi thở thuộc về một người đàn ông phả vào miệng mũi lại càng khiến cô ta mơ màng. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi thưởng thức đôi môi mềm mại như cánh hoa của Dương Quan Quan, khi có cảm giác thời cơ đã đến thì cố chen đầu lưỡi vào bên trong. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu thì Dương Quan Quan đã lập tức tỉnh táo lại, cặp mắt run rẩy mở to, hai cánh tay đang gập lại trước ngực cũng chống lên ngực Tề Đẳng Nhàn rồi đẩy ra thật mạnh. Tề Đẳng Nhàn không kịp phản ứng nên bị Dương Quan Quan đẩy ra, lưng đập vào lan can trên hành lang phía sau. Ngay sau đó, Dương Quan Quan đóng sầm cửa lại.
Ôi chà, gấp quá rồi sao? Tề Đẳng Nhàn xoa lưng, nở nụ cười có vài phần bất đắc dĩ. Tề Đẳng Nhàn rất thích người con gái tên Dương Quan Quan này, đương nhiên không đơn thuần chỉ vì cô ta ngực to, mà còn vì hắn có cảm giác như đang đào kho báu vậy. Hắn từng chút tháo gỡ những lớp ngụy trang cứng rắn bên ngoài của cô ta như lột vỏ một củ hành tây, cuối cùng phát hiện trái tim mềm mại được cất giấu bên trong, đó là chuyện khiến người ta mừng rỡ và ngạc nhiên đến mức nào. Dương Quan Quan là người con gái đầu tiên khiến hắn phải chủ động tìm hiểu và theo đuổi, đúng như những gì Kinh Thi đã viết, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tề Đẳng Nhàn biết, bây giờ chắc chắn Dương Quan Quan sẽ không mở cửa nữa, quan hệ giữa hai người chưa gần gũi đến mức như vậy. Nếu Dương Quan Quan mở cửa thì không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay Tề Đẳng Nhàn cũng không cần về nhà. Thư ký Dương, cô cứ thoải mái làm những gì cô muốn, sếp của cô sẽ bảo vệ cô thật tốt. Tề Đẳng Nhàn cười cười lớn tiếng nói, sau đó xoay người đi xuống cầu thang. Dương Quan Quan trốn sau cánh cửa đóng kín, thở hồng hộc, cô ta vỗ mạnh lên hai gò má đỏ ửng của mình để ép bản thân tỉnh táo lại. Biểu cảm vốn có chút ngượng ngùng và tức giận trên mặt Dương Quan Quan bỗng mềm mại hơn hẳn sau những lời cuối cùng của Tề Đẳng Nhàn, khóe miệng của cô ta vô thức cong lên. Cười xong, cô ta lại cảm thấy không ổn, khẽ tát bản thân một cái rồi tự mắng mình, đi kiu kiu, mày đúng là thứ không có tiền đồ, mày là sinh viên xuất sắc đấy, sao có thể siêu lòng trước những lời khua môi múa mép của tên đàn ông này được. Có một số thứ sẽ không phục tùng lý trí, đặc biệt là những thứ như tình cảm. Con người thường rất bốc đồng và cảm tính, trong hoàn cảnh như vậy, lý trí sẽ luôn nằm trong trạng thái bị động. Ha, nghe theo lý trí, không được nghe theo trái tim. Dương Quan Quan lại lần nữa hít một hơi sâu, cố ép nụ cười bên khóe miệng mình biến mất. Thế nhưng trong đầu cô ta không nhịn được mà hồi tưởng lại cảm giác như bị điện giật kia, khóe miệng lại không ý thức được mà cong lên. Phắc! Dương Quan Quan bỗng dưng tự vỗ vào gáy mình, ngẩng mặt lên trời hét to. Cô ta biết lần này Tề Đẳng Nhàn đã đi thật, cũng vì thế nên không mở cửa, lại càng lười nhìn xuyên qua mắt mèo. Cô ta bước tới bên cửa sổ, trông thấy Tề Đẳng Nhàn đang bước ra xe. Bỗng nhiên Tề Đẳng Nhàn giơ tay vẫy vẫy trên không trung, nhưng hắn không quay đầu lại. Dương Quan Quan lại càng hoảng hốt, người này không quay đầu lại mà cũng biết cô ta đang nhìn hắn sao. Thấy Tề Đẳng Nhàn đã lên xe, Dương Quan Quan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn ở lại rồi gõ cửa thêm một lần nữa, liệu cô ta có mở cửa cho hắn vào hay không? Mối quan hệ giữa sếp và thư ký phát triển đến bước này có vẻ không được bình thường cho lắm thì phải. Nhất định mình điên mất rồi, Dương Quan Quan thấy mình như sụp đổ, cô ta không còn kiểm soát được những suy nghĩ trong đầu mình nữa. Chính cô ta cũng không ý thức được rằng có đôi khi mình sẽ nhẹ nhàng ngâm nga, bước chân mình sẽ trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn nhiều so với lúc trước. Bao nhiêu thương tích và nỗi lo mà Dương Viễn Sơn và Dương Phỉ Phỉ để lại cho cô ta ngày hôm nay dường như cũng đã biến mất sạch vì sự kiện vừa xảy đến. Một ngày nào đó mình sẽ trở lại Ma Đô, quang minh chính đại bước vào nhà họ Dương. Dương Quan Quan siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói như đang thề hẹn. Cảnh tượng cô ta quay về nhà họ Dương bỗng hiện lên trong đầu. Nhưng Dương Quan Quan như phát điên, vì trong bức tranh ấy lại có Tề Đẳng Nhàn, cô ta và hắn nắm tay nhau. Cùng bước vào trong bao nhiêu ánh mắt của những người nhà họ Dương. Trời ơi, mình trúng độc rồi, cái miệng của tên đó có chứa con ngựa thành choi phải không? Dương Quan Quan gãi đầu thật mạnh, mình sẽ không thích tên yêu dâu xanh háo sắc kia, tuyệt đối sẽ không, chẳng qua mình phản ứng chậm chạp nên mới để anh ta chiếm hời mà thôi. Cô ta cố ép mình nghĩ về nhiều thứ khác, về hình ảnh cô ta thành công rực rỡ trong tương lai, hoàn thành bài diễn thuyết trước các chủ xí nghiệp ưu tú. Sau đó những người phía dưới bắt đầu vỗ tay. Ngay sau đó, cô ta quay đầu nhìn lại, bèn trông thấy Tề Đẳng Nhàn cũng đang vỗ tay cười với mình, trong ánh mắt hắn đầy vui mừng và kiêu ngạo. Trời đất ơi! Dương Quan Quan lập tức lao lên giường, cầm gối bịt kín mặt mình. Tại sao những cảnh tượng ấy đều có mặt cái tên yêu dâu xanh háo sắc kia cơ chứ a. Đúng là khiến người ta phát bực. Dương Quan Quan tắm rửa qua loa rồi thay quần áo. Mở Livestream chơi game, cuối cùng cũng quên sạch mọi thứ vừa rồi. Sau đó quà tặng liên tục nhảy ra trên màn hình. Cảm ơn sếp Tạ đã gửi 520 cái máy bay. Dương Quan Quan nói, sau đó nhìn số ID, trợn tròn mắt, đây là người ủng hộ đứng đầu bảng xếp hạng có tên một người rảnh rỗi của cô ta còn gì. Làn đạn lập tức bay lên,
đám đông điên cuồng gõ 666, nói rằng người ủng hộ đứng đầu bảng xếp hạng kia đúng là rất thích streamer, vừa ra tay đã gửi tận 520 cái máy bay rồi. Các anh em chờ một chút nhé, để tôi gọi điện cho chị em tốt bảo các cậu ấy vào xem live stream cùng. Dương Quan Quan bỗng nhiên cười lạnh. Sau đó, cô ta trông thấy thông báo một người rảnh rỗi đã rời khỏi phòng live stream. Hừ, tên đàn ông khốn kiếp, tưởng tôi không chị được anh à. Dương Quan Quan thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, có chút đắc ý, cảm giác như mình đã đánh hòa được một ván với Tề Đẳng Nhàn vậy. Tối hôm đó cô ta ngủ rất ngon, sáng hôm sau mới 4 giờ đã thức dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ thể thao rộng thùng thình và đôi giày thể thao vừa với cỡ chân, sau đó lái chiếc xe BMW 740 mà Tề Đẳng Nhàn cung cấp, đi thẳng đến Sơn Trang Vân Đỉnh. Mắng thì mắng, nhưng công phu thì vẫn phải học. Lúc Dương Quan Quan đến, Hoàng Sung đã đến trước rồi. Cô ta rút điện thoại ra xem giờ, mới có 4 giờ 40. Sáng sớm không có nhiều xe, nên đi một mạch là tới, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hi, sư muội, em đến rồi à, chào buổi sáng. Hoàng Sung mỉm cười vẫy tay, chào hỏi cô ta. Sư muội, sao tôi lại là sư muội? Dương Quan Quan cau mày, tức giận nói. Bởi vì tôi bái sư trước chứ sao, nên cô chỉ có thể là sư muội của tôi. Hoàng Sung cười nói. Dương Quan Quan càng cảm thấy không thoải mái, một lát sau, trên mặt cô ta lại lộ ra một nụ cười nham hiểm, nói, vậy thật ngại quá, chắc đến lúc đó anh phải gọi tôi là sư nương rồi. Câu nói này khiến Hoàng Sung nghẹn gần chết, không nói lại được câu nào. Người so với người, thật khiến người ta tức chết, ai bảo anh ta không phải phụ nữ cơ chứ, hơn nữa còn phải là một người phụ nữ ngực to. Cửa chính sân trong mở ra, dường như là chuẩn bị cho hai người họ. Hai người bước vào trong sân, đợi Tề Đẳng Nhàn ra ngoài. Đợi đến 5 giờ, vẫn chưa thấy ai. Dương Quan Quan không nhịn được bắt đầu nổi cáu, nói anh ta đâu. Không phải đã nói là sáng sớm 5 giờ đến à, sắp chết rét đến nơi rồi, còn chưa thấy mặt đâu. Hoàng Sung cũng bất đắc dĩ cười khổ, không dám lải nhải nói gì, Dương Quan Quan dám phàn nàn, anh ta thì không dám đâu, miễn cho lại bị Tề Đẳng Nhàn đạp cho cái. Đến 5 giờ 10, Tề Đẳng Nhàn mới mặc một bộ quần áo thể thao ngáp ngắn ngáp dài từ bên trong đi ra. Tề Tổng, anh có ý gì, hôm qua còn nói anh ghét nhất là người đến muộn. Bảo chúng tôi đúng 5 giờ đến đây, không được muộn một phút nào. Anh xem đi, giờ đã 5 giờ 10 rồi, chính anh cũng đến muộn 10 phút rồi. Anh nói xem, sao lại như vậy? Dương Quan Quan vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, lập tức tức giận chất vấn. Hôm qua, cũng chính vì tên xấu xa Tề Đẳng Nhàn, khiến tinh thần cô luôn bất an, phiền muốn chết đi được. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người ra, sau đó cười nói, đúng vậy, tôi không thích người khác đến muộn. Nhưng tôi thích thỉnh thoảng đến muộn. Mẹ nó, câu trả lời của Tề Đẳng Nhàn khiến Dương Quan Quan đơ người ra, một lúc lâu sau, không nhịn được chửi tục một câu. Khóe miệng của Hoàng Sung cũng không ngừng run rẩy, trong lòng âm thầm chửi rủa, bọn họ đến sớm 20 phút, lại đợi Tề Đẳng Nhàn thêm 30 phút nữa, chịu rét tròn nửa tiếng đồng hồ. Đi thôi, chạy lên núi với tôi đi, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn dẫn đầu chạy lên. Hai người chạy theo sau. Dương Quan Quan cũng là kiện tướng thể thao, vẫn luôn duy trì tần suất một tuần 3 ngày đến phòng tập, nên tố chất cơ thể cũng khá tốt, chạy lên núi cũng rất nhẹ nhàng. Hoàng Sung thì càng không phải nói, ra từ bộ đội đặc chủng, thể lực xuất sắc hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Chạy đến đỉnh núi, Tề Đẳng Nhàn tìm một cái sân thích hợp để luyện võ, rồi nói với hai người, hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta, buổi học đầu tiên này. Chúng ta sẽ tập thứ cơ bản nhất, trung bình tấn. Hoàng Sung lập tức vào tư thế, nói thế này đúng không? Trước đây ở trong quân đội ngày nào chúng tôi cũng phải trung bình tấn, làm lâu hơn ai hết. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, rồi đạp vào đùi anh ta một cái, Hoàng Sung kêu thảm thiết, lập tức ngã nhào xuống đất. Biết cưỡi ngựa thế nào không? Tề Đẳng Nhàn nói. Không phải như thế hả? Hoàng Sung kinh ngạc nói. Dương Quan Quan, cô nói xem. Ngồi trên lưng ngựa là cảm giác như thế nào? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Dương Quan Quan suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nhấp nhô lên xuống, tầm nhìn bao quát. Tề Đẳng Nhàn nhún vai nói, đúng vậy, thế cậu thấy đứng trung bình tấn như thế, có cảm thấy nhấp nhô lên xuống không, có thấy tầm nhìn bao quát không?
Câu hỏi của Tề Đẳng Nhàn khiến Hoàng Sung ngẩn người, anh ta nói, vậy phải đứng như nào? Cậu nhìn này, hai chân Tề Đẳng Nhàn mở ra, ngồi xổm xuống, sau đó, cột sống hắn bắt đầu cử động, cơ thể hơi nhấp nhô lên xuống, cho người ta cảm giác vô cùng linh hoạt. Luyện võ không phải là luyện hình thức, mà là luyện ý chí tinh thần. Nếu cậu đứng yên ở đó như một con ngựa chết, thì lấy đâu ra ý chí tinh thần? Từ đầu đến cuối, dùng cơ đùi kéo căng cơ thể, chỉ khiến cậu cảm thấy càng đứng càng mệt. Cưỡi ngựa giúp mọi người vui vẻ, thư giãn, càng ngồi càng thấy thoải mái. Cậu đá tôi thử xem. Hoàng Sung nghe vậy, lập tức hăng hái, cố hết sức đá mạnh một cái vào cẳng chân của Tề Đẳng Nhàn. Bộp! Anh ta đạp một cái, Tề Đẳng Nhàn hơi rung chân, cơ thể nhấp nhô một cái, lập tức đứng vững. Trong lòng Hoàng Sung vô cùng chấn động, cú đá đấy của anh ta, đến cả cọc gỗ cũng có thể đã gãy, vậy mà chỉ khiến cơ thể Tề Đẳng Nhàn hơi nhấp nhô một chút. Khởi phục đôn thân nhược bôn mã, lăng không hư đỉnh thần hình khai. Câu vẻ này, là tổng kết của buổi luyện tập ngày hôm nay, cũng là tinh túy hai người phải nắm vững. Nào, ra đây đứng, mặt hướng về phía đông, hướng tầm mắt ra xa, tìm cảm giác cưỡi ngựa. Tề Đẳng Nhàn vẫy tay bảo hai người bọn họ đứng ở vách núi, bắt đầu trung bình tấn. Tề Đẳng Nhàn đứng ở một bên, giải thích điều quan trọng trong trung bình tấn, nói tôi quyết định dạy hai người hình ý quyền trước, bởi vì hình ý quyền là một trong những môn võ thuật học nhanh nhất. Trong giới võ học có câu, thái cực 10 năm chưa xuất đạo, hình ý một năm đánh chết người. Hai người một người học quyền luyện lá gan, một người học quyền để báo thù. Vậy nên, hình ý cũng là môn võ thuật thích hợp nhất. Dương Quan Quan có hơi ấm ức, có thể đừng treo bên miệng chuyện cô ta nhát gan được không hả? Hai người bọn họ mới đứng được tầm 3 phút, đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, trên trán đổ mồ hôi, hơi thở càng ngày càng nặng nề, một chút cảm giác thoải mái cũng không tìm được. Thả lòng, nhất định phải thả lòng, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc dùng cơ đùi để chống đỡ. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn cầm một cành cây đánh vào vị trí đang gồng lên của Dương Quan Quan và Hoàng Sung, đánh rất mạnh tay. Trôi qua thêm một phút, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nổi cáu nói, Dương Quan Quan, nhìn mông cô cong thành hình gì rồi, cô cưỡi ngựa là nằm sấp trên ngựa à? Nói dứt lời, anh ta đến vỗ vào mông Dương Quan Quan một cái. Dương Quan Quan bị dọa giật mình, đang định nổi giận, nhưng vừa quay đầu lại, đã đụng phải ánh mắt vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc của Tề Đẳng Nhàn, cả bụng lửa giận lập tức bị nghẹn lại, chỉ cảm thấy đối phương thật đáng sợ. Đứng đàng hoàng cho tôi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến dùng lực, như vậy rất mệt, phải tìm được cảm giác càng lúc càng cảm thấy thoải mái. Nắm vững được cảm giác này, thì coi như là hai người đã nhập môn. Câu vẻ vừa nãy tôi bảo hai người, rất quan trọng. Biết chữ nào quan trọng không? Tề Đẳng Nhàn biến thành một thầy giáo vô cùng nghiêm túc. Hoàng Sung dè dặt nói, không, nhà Phật đối với chữ không. Không cái đầu cậu ý, cậu còn không nữa, thì dứt khoát làm hòa thượng luôn đi cho tôi, ngu ngốc. Tề Đẳng Nhàn không lưu tình mắng nói, Dương Quan Quan cô nói xem. Dương Quan Quan căng thẳng trong lòng, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn lúc này vô cùng xa lạ, quả thật quá đáng sợ. Làm gì còn vẻ dịu dàng như hôm qua. Cô ta chần chờ một lúc, cảm thấy cơ đùi như nhũn ra, lập tức ngồi xuống rồi hơi đứng lên, một tia sáng lóe qua trong đầu, nói, đỉnh. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên, sau đó vừa lòng nói, không hổ là du học sinh, đúng là thông minh. Đúng vậy, chữ quan trọng nhất trong bài vẻ này, chính là đỉnh. Năng lực nhận thức của Dương Quan Quan, quả thật tốt hơn Hoàng Sung rất nhiều, có lẽ là do đầu óc khá thông minh. Mặc dù Hoàng Sung ở trong quân đội mấy năm nay, nhưng không luyện môn võ thuật truyền thống, bây giờ bái Tề Đẳng Nhàn làm thầy, cũng phải học lại từ đầu. Luyện tập cả sáng sớm, cuối cùng Dương Quan Quan tìm thấy một chút cảm giác rồi, ít nhất, lúc đứng trung bình tấn, phần cơ không còn bị mỏi như thế nữa. Quay về cũng phải thường xuyên luyện tập, không có việc gì thì luyện tập một chút, sau khi hoàn toàn nhập môn, tôi sẽ tiếp tục dạy hai người đứng thế hình ý quyền. Tề Đẳng Nhàn nói. Hai người vội vàng gật đầu đồng ý. Dương Quan Quan cảm thấy luyện võ là một chuyện rất gian khổ, cũng không biết bản thân có thể có được thành tựu gì trong lĩnh vực này không. Thiên phú của cô tốt hơn cậu ta, đến lúc đó tôi mở cửa sau cho cô, rất nhanh có thể bỏ xa cậu ta. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả nói với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan kinh ngạc, có một loại kích động muốn xông lên che miệng anh ta, ai lại nói mở cửa sau ngay trước mặt người ta như vậy.
Quả nhiên, sắc mặt Hoàng Sung có hơi đen lại, nhưng cũng không nói lời nào. Chịu rồi, Dương Quan Quan thở dài một tiếng ở trong lòng, không nhìn được trợn trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, sau đó tức giận đi mất. Tề Đẳng Nhàn nói, kỹ năng bắn súng của cậu khá ổn, đừng đánh mất, nghĩ xem làm thế nào kết hợp những gì cậu đã học được với kỹ năng bắn súng của mình đi. Cho dù cậu có luyện võ không tốt lắm, nhưng nếu như có thể kết hợp với kỹ năng bắn súng thích hợp, cũng lợi hại hơn người khác rất nhiều rồi. Được rồi, mau cút về đi làm đi. Luyện tập cả sáng sớm, từ rạng sáng 5 giờ liên tục đến 7 giờ rưỡi, tốn khoảng chừng 2 tiếng rưỡi. Đúng lúc này, một chiếc máy bay bay từ Ma Đô đến thành phố Trung Hải, cũng hạ cánh ở sân bay. Từ Dương dẫn người của phân Đà Long Môn ở tỉnh Đông Hải nghênh đón ở sân bay. Một người trẻ tuổi khí độ bất phàm bước xuống từ máy bay, trên người mặc một bộ quần áo thể thao già dặn, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt lấp lánh có hồn, làm người ta có giác như đang nhìn vào một con chim ưng. Vừa bước ra ngoài sân bay, Từ Dương lập tức nhìn thấy anh ta, vội vàng nói, Văn Thiếu Đà Chủ, ở đây. Người đến chính là Thiếu Đà Chủ phân Đà Long Môn ở Ma Đô, là một thiếu niên thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, Văn Tư Thuận. Văn Tư Thuận nghe tiếng gọi, quay đầu lại nhìn, trên mặt nở một nụ cười xã giao, nói, Từ Thiếu Đà Chủ, đã lâu không gặp. Từ Dương vội vàng bắt tay Văn Tư Thuận, nói, Văn Thiếu Đà Chủ từ xa đến đây, quả thật là rồng đến nhà tôm, vinh hạnh không gì sánh được. Văn Thiếu Đà Chủ, người Từ Dương dẫn theo nhau nhau gặp người 90 độ chào Văn Tư Thuận. Văn Tư Thuận gật đầu, nói, mọi người không cần khách sáo, đứng dậy hết đi. Từ Dương âm thầm đánh giá Văn Tư Thuận, không thể không khâm phục ở trong lòng, người ta không hổ là thiếu niên tông sư, khí chất trên người không phải giả vờ, một cái nhấc tay nhấc chân. Một lời nói, đều khiến người ta cảm giác phong độ nhẹ nhàng. Mời Văn Thiếu Đà Chủ lên xe với tôi, chúng ta lập tức đến chỗ bố tôi. Từ Dương nói, được, Văn Tư Thuận đồng ý. Rất nhanh, Văn Tư Thuận đã đến khu nhà xa hoa của Từ An, nhìn thấy Từ An. Từ An cười lớn nói, cháu trai, mong chăng mong sao, cuối cùng mong được cháu đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Chú Từ đừng khách sáo, cháu cũng là nghe lời bố qua đây, hơn nữa cháu cũng tò mò vị thiếu niên thiên tài trong lời mọi người. Văn Tư Thuận mỉm cười nói. Từ An hứa hẹn với bố của Văn Tư Thuận lợi ích không nhỏ, hơn nữa còn đồng ý tỏ thái độ ủng hộ anh ta tiếp tục tiếp nhận vị trí đà chủ phân Đà Long Môn ở Ma Đô, anh ta mới đồng ý phái Văn Tư Thuận đến giúp Từ Dương. Danh tiếng của Văn Tư Thuận rất lớn trong những võ giả vùng Duyên Hải Đông Nam, người thường muốn mời anh ta, căn bản là không có cửa. Văn Tư Thuận ngồi xuống rồi nói, lần này tôi đến đây, giúp chú Từ giải quyết rắc rối là chuyện thứ nhất. Thứ hai là vị chuyện của bố tốt. Người phụ nữ tên Tống Chí Mai đó chắc là từng tìm đến chú Từ rồi nhỉ. Từ An sửng sốt, sau đó gật đầu, nói, bà ta quả thật từng đến tìm chú, muốn tôi ủng hộ bà ta, nhưng tôi không đồng ý. Bây giờ bà ta vẫn đang hoạt động ở Trung Hải, muốn tìm một ít nhân vật lớn, kết giao với bà ta. Dạo gần đây thành phố Trung Hải đang dậy sóng, quả thật không ít những nhân vật tai to mặt lớn đến đây, Tống Chí Mai nhân cơ hội này, cũng chậm chạp chưa quay lại Ma Đô. Một người đàn bà con gái như Tống Chí Mai, cũng muốn tranh giành với bố tôi, thật nực cười. Chú không để ý bà ta là đúng, bởi vì, lần này cháu đến, chính là bắt bà ta quay lại Ma Đô. Văn Tư Thuận hơi vuốt cằm, mỉm cười nói. Từ An kinh ngạc trong lòng, không ngờ nội bộ phân Đà Long Môn ở Ma Đô đã tranh đấu kịch liệt đến mức này, xem ra bố của Văn Tư Thuận, vị lão đà chủ này quả thật gặp vấn đề trong việc khống chế quyền lực rồi. Theo như tôi biết, người phụ nữ Tống Chí Mai này không đơn giản, võ công cũng khá lợi hại. Từ Dương nói chen vào một câu. Chỉ là luyện một tí bát cực quyền mà thôi, có gì mà không đơn giản. Muốn đánh chết bà ta, chẳng qua chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Văn Tư Thuận thản nhiên cười. Từ An và Từ Dương đều không nói gì, có lẽ là thấy lời nói của Văn Tư Thuận quá kiêu ngạo, dáng vẻ cũng quá mức ung dung, có hơi khoa trương. Văn Tư Thuận thấy biểu cảm của cha con hai người, không nhịn được cười ha hả, duỗi tay lấy viên bi thép trên bàn. Bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm Từ An thường lăn viên bi này chơi, được làm từ thép không gì. Có lẽ hai người thấy tôi quá trẻ, cảm thấy tôi đang khoác lác. Văn Tư Thuận vừa nhẹ nhàng hỏi, vừa chậm rãi dùng lực nắm chặt ngón tay của mình.
hai viên bi thép trong lòng bàn tay phát ra tiếng cót két khiến người ta cảm thấy ngứa răng. Cha con hai người Từ An và Từ Dương tập trung nhìn, chỉ thấy hai viên bi thép đã hoàn toàn biến dạng, hơn nữa Văn Tư Thuận vẫn còn dùng lực, chỉ trong chốc lát, hai viên bi thép đã bị bóp méo, bị bóp thành một đống. A! À, hai người không hẹn mà cùng nhau hít khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau, đây quả thật là một thao tác vô cùng điêu luyện. Hai người bọn họ đều biết Văn Tư Thuận được mệnh danh là thiếu niên tông sư, bái đại sư nham toái lưu quyền nước Kiệt Bành làm thầy, quét sạch hầu hết vùng duyên hải Đông Nam, nhưng đến bây giờ họ mới được tận mắt nhìn thấy anh ta bày ra thực lực, mới biết anh ta thực sự rất lợi hại. Văn Tư Thuận mở lòng bàn tay, ném đống sắt vụn trong lòng bàn tay lên bàn, nói, bêu xấu rồi. Từ An tán thưởng nói, Văn thiếu đà chủ quả thật không hổ là thiên tài, thực lực như vậy, quả thật là khiến người ta tâm phục khẩu phục. Có Văn thiếu đà chủ giúp chúng tôi làm việc, còn lo gì chuyện không thể thành công. Từ Dương cũng lớn giọng cười nói, lần này Tề Đẳng Nhàn gặp được đối thủ rồi, với thực lực của Văn thiếu đà chủ, chắc chắn có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn. Từ An nói, Văn thiếu đà chủ, hôm nay chúng ta lập tức đi tìm Tề Đẳng Nhàn được không? Văn Tư Thuận lại nói, không cần gấp, tôi nghe nói hôm nay Tống Chí Mai tổ chức một buổi tiệc tối, muốn lôi kéo một ít cường hào ác bá ủng hộ bà ta. Hôm nay, tôi phải giải quyết bà ta trước. Bữa tiệc lớn, phải để dành đến cuối để thưởng thức. Dù sao, tôi rất ít khi có thể gặp được một đối thủ xứng tầm. Từ An nghe anh ta nói vậy, lập tức gật đầu, chuyện này không gấp, chỉ cần Văn Tư Thuận ra tay, tên Tề Đẳng Nhàn đó chắc chắn sẽ không còn đường sống. Bố, lần này chúng ta thắng chắc rồi. Đợi giết chết tên chó này, rồi từ từ xử lý hai con chó già Mã Hồng Tuấn và Diệp Phong sau. Bây giờ trên đường đầy người muốn cái mạng chó của Tề Đẳng Nhàn, chỉ cần có thể giết chết hắn, vậy thì không cần phải sợ tập đoàn Hướng Thị nữa rồi. Từ An ừng một tiếng, nhìn khí chất tông sư xung quanh Văn Tư Thuận, trong lòng cũng tràn ngập tự tin. Tề Đẳng Nhàn lượn một vòng quanh sư đoàn 81. Sau khi sắp xếp ổn thỏa huấn huyệt, đã trở lại công ty. Lúc đi qua phòng khách, hắn nhìn thấy Hoàng Sung đang ngồi trên ghế sofa, cơ thể nhấp nhô lên xuống. Nhìn kỹ thì thấy, mông của Hoàng Sung hoàn toàn không chạm vào sofa, anh ta đang trung bình tấn. Trong thời gian làm việc lại luyện võ, có nên dạy dỗ cậu ta một trận không nhỉ? Hừm, hay là thôi đi, hiếm khi nhìn thấy tên nhóc này chịu khó như vậy. Tề Đẳng Nhàn nghĩ, rồi mỉm cười. Trực tiếp quay lại phòng làm việc. Trong phòng làm việc lại là một đống giấy tờ chờ hắn ký tên, mặc dù hắn đã ủy quyền cho Lý Vân Uyển, nhưng dù sao hắn cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty, một số giấy tờ bắt buộc phải do hắn tự mình xử lý. Lý Vân Uyển ôm một đống giấy tờ đi vào phòng làm việc, nói, đống này đều cần anh ký tên, anh nhanh chóng hoàn thành, sau đó tôi sẽ bảo quan quan đến đem đi xử lý. Tề Đẳng Nhàn đau đầu nói, nhiều việc thật đấy. Anh chỉ cần ký tên mà thôi, lấy tư cách gì mà phàn nàn. Lý Vân Uyển tức giận nói, cầm một bản hợp đồng nhẹ nhàng gõ lên đầu hắn một cái. Cô ta mới là người bận tối mắt tối mũi, thường xuyên tăng ca, có lúc về nhà rồi vẫn còn phải làm việc suốt đêm. Gần đây, cô ta cảm thấy bản thân tiểu tụy đi không ít rồi, cân nặng cũng rớt mất 2 cân. Tề Đẳng Nhàn ngại ngùng cười, giơ tay ra đặt lên vai của Lý Vân Uyển, nói, Lý Tổng vất vả rồi. Lát tôi sẽ tăng lương cho cô thêm một ít cổ phần. Lý Vân Uyển cười nhìn Tề Đẳng Nhàn, giơ tay ra, nắm lại thành nắm đấm, nói tôi muốn hết. Vậy cô thật sự là lòng tham không đáy. Tề Đẳng Nhàn thấy dáng vẻ cô ta bắt chước mình thật buồn cười. Học anh cả thôi, Lý Vân Uyển như có như không nhằm vào hắn. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn lột bột một tiếng, nghĩ rằng có phải cô ta đã nhận ra điều gì đấy, những lời này. Sao hắn cảm thấy còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa gì đấy? Đợi kết thúc chuyện ở tập đoàn Hướng Thị, tôi đưa hết cổ phần cho cô là được rồi, sau này cô sẽ là đại đương gia ở đây. Tề Đẳng Nhàn nói. Anh nói thật, Lý Vân Uyển kinh ngạc, đống cổ phần đấy phải có giá trị lên đến cả chục tỷ. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói, đương nhiên rồi, chẳng lẽ tôi còn nói đùa với cô? Thật ra tôi đã cảm thấy phiền chán những ngày tháng phải lên công ty từ lâu rồi. Hơn nữa, tôi còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn chuẩn bị trọng tâm phát triển thân phận hắn mới có được, thân phận này đối với sự phát triển trong tương lai của hắn, càng có lợi hơn. Những việc trên thương trường, hoàn toàn giao cho Lý Vân Uyển là được rồi, hơn nữa, vẫn còn Kiều Thu Mộng nữa,
cũng là một nữ cường nhân. Lý Vân Huyền không biết nên nói cái gì, vừa tức giận lại vừa cảm động, tức giận vì hắn hoàn toàn không coi công ty ra gì, cảm động là vì, cổ phần đáng giá như vậy mà hắn nói cho là cho. Lần sau rồi nói đi, Lý Vân Huyền cười trả lời một tiếng. Tề Đẳng Nhàn nói, mấy ngày nay Lý Tổng bận việc gì vậy, đêm cũng không về nhà. Lý Vân Huyền nói, đang giúp mẹ tôi liên hệ một số người, với lại công việc trên công ty cũng khá nặng nhọc. Ồ, đúng rồi, hôm nay mẹ tôi muốn tổ chức một buổi tiệc tối, anh phải tham dự đấy. Đợi lát nữa tan làm, chúng ta cùng nhau đi. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, hỏi, mẹ cô tổ chức tiệc tối làm cái gì? Lý Vân Huyền lập tức trả lời, bà ấy muốn kết giao với số nhân vật có địa vị ở Trung Hải, tạo điều kiện để bà ấy về Ma Đô xử lý công việc, cụ thể thì tôi cũng không rõ. Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói, được, vậy tôi cũng tham dự. Nói thế nào thì Tề Đẳng Nhàn cũng coi như nhân vật đứng đầu tỉnh Đông Hải, dù sao, chuyện hắn dùng 100 tỷ tiền vàng đầu tư cho tập đoàn Hướng thì cũng khá chấn động. Hơn nữa, cái chết của Vương Hô, cũng không ít thì nhiều dính dáng đến hắn, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng không ít người đều đoán là do hắn làm. Đến Trung Hải một thời gian, dù cho Tống Chí Mai không nhạy tin đến mấy cũng ít nhiều từng nghe một số chuyện liên quan đến Tề Đẳng Nhàn. Chỉ là, đối với bà ta mà nói, chỉ là một Tề Đẳng Nhàn nhỏ nhoi, lại dám đối đầu với thế lực ở đế đô, rõ ràng là đang tự rước họa vào thân. Không cần phải nói, 100 tỷ tiền vàng đó chắc chắn cũng là ném tiền qua cửa sổ mà thôi. Đồng thời, bà ta còn liên tục cảnh cáo Lý Vân Huyền tránh xa Tề Đẳng Nhàn, mặc dù có thể lợi dụng người này, nhưng tuyệt đối không thể dính dáng quá sâu, tránh cho đến lúc bản thân cũng cuốn vào vòng xoáy. Đối với lời của mẹ, Lý Vân Huyền đương nhiên cũng chỉ cho qua, rốt cuộc Tề Đẳng Nhàn đỉnh đến mức nào, một mình cô biết là được rồi. Này, anh ở trước mặt mẹ tôi phải biểu hiện cho tốt đấy, mẹ tôi lúc nào cũng xem anh như đồ ngốc. Lý Vân Huyền có hơi bất đắc dĩ nói. Vậy không sao cả, người coi tôi là đồ ngu nhiều vô kể, không chỉ một mình bà ấy. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha hả, lười để ý tới. Ai không nghĩ hành động ủng hộ tập đoàn Hướng Thị của hắn là ngu xuẩn. Nhưng doanh nghiệp kia ngoài mặt thì khách sáo, nhưng sau lưng chắc chắn mắng hắn không ít. Mặc dù chửi vào mặt rất thú vị nhưng có những lúc không cần giải thích, dùng hành động để vả mặt còn khiến người ta vui hơn. Lý Vân Huyền không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn khiêm tốn không phải không có chỗ tốt. Ít nhất cô là người hiểu rõ giá trị của hắn nhất. Vì sao ban đầu Lý Vân Huyền lại tiếp xúc hắn, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ nhất, nhưng biết phải làm sao, Lý Yêu Tinh đạo hạnh quá cao, ba chữ quần tất đen quá chói mắt. Tình cảm chính là như vậy, một người muốn ôm đùi, một người muốn ăn vỏ bọc đường bên ngoài rồi đem viên đạn được bọc bên trong bắn trả lại, cứ như vậy hai người cùng sa vào lưới. Hôm nay tôi mời cả Mộng Mộng, Lý Vân Huyền thả xuống một quả bom hạng nặng. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Từ sau chuyện trong câu lạc bộ lần trước, giữa tôi và cậu ấy không hiểu sao dần xa cách nhau rất nhiều. Lý Vân Huyền phiền muộn nói, dù sao cũng do chính mình chơi xấu. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cô nên tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn đi, dù sao tôi cũng đã quyết giữ vững lý tưởng vĩ đại, tôi muốn hết, không chừng lúc đó hai người còn có thể là chị em. Lý Vân Huyền cười lạnh, nếu anh có bản lĩnh này, thì tôi nhận. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, là cô nói đấy. Tôi nói đấy, Lý Vân Huyền vô cùng khí phách nói. Có câu nói này của Lý Vân Huyền, Tề Đẳng Nhàn thoáng thở phào nhẹ nhõm, cho dù xảy ra trận chiến Tu La, cũng có thể tìm được đường sống rồi. Đến lúc tan làm, Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Huyền chuẩn bị tham dự buổi tiệc tối. Lúc rời khỏi công ty, hắn bắt gặp Dương Quan Quan và Hoàng Sung đang trao đổi điều tâm đắc trong buổi luyện võ ngày hôm nay. Ngày mai vẫn giờ cũ, Tề Đẳng Nhàn nói với hai người. Được, hai người vội vàng trả lời. Lý Vân Huyền không nhịn được hỏi, mọi người đang làm chuyện bí mật gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đang dạy bọn họ luyện võ. Lý Vân Huyền kinh ngạc, sau đó nói mình cũng muốn luyện võ. Tề Đẳng Nhàn lập tức đồng ý, dù sao. Với sự hiểu biết của hắn về Lý Vân Huyền, cô nhóc này chắc luyện được một ngày là nản rồi, căn bản không phải người chịu khổ nhọc. Dương Quan Quan nhìn cử chỉ thân mật của Lý Vân Huyền và Tề Đẳng Nhàn,
ánh mắt lóe qua tia sáng, đến cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai người họ rõ ràng đã xác định mối quan hệ, sao hắn còn lúc nào cũng trêu ghẹo mình. Thư ký Dương, tôi thấy có vẻ cô không trở thành sư nương của tôi được rồi. Thành thật làm sư muội không được à? Hoàng Sung cười hỏi. Nằm mơ, Dương Quan Quan đột nhiên nổi giận đùng đùng quay đầu lại quát một câu. Hoàng Sung lập tức rụt cổ lại, có hơi sợ, dù sao Dương Quan Quan là người Tề Đảng Nhàn khá để tâm, mặc dù giữa hai người có khoảng cách, nhưng sau này thì ai biết được. Trước khi có kết luận chắc chắn, Hoàng Sung quyết định vẫn kính trọng cô ta một chút, tránh cho đến lúc đó cô ta thật sự trở thành sư nương thì những ngày tháng tốt đẹp của mình cũng kết thúc rồi. Khách sạn An Thiên Hạ là một trong những sản nghiệp trong tay Từ An, cũng là một khách sạn vô cùng nổi tiếng, nhưng đương nhiên, về quy cách không thể nào so sánh được với khách sạn đứng đầu, xa hoa nhất như khách sạn Thiên Địa được. Tống Chí Mai chọn địa điểm tổ chức tiệc tối ở khách sạn này, hoàn toàn không có ý lấy lòng Từ An, dù sao, buổi tiệc tối nay tổ chức phải tiêu tốn mấy trăm nghìn tệ. Nhưng bà ta không biết, Từ An căn bản không có tí hứng thú muốn giúp bà ta, thậm chí đã bàn bạc ổn thỏa với Văn Tư Thuận từ lâu. Hôm nay có khá nhiều nhân vật nổi tiếng tham gia tiệc tối, người nào người nấy đều ăn mặc đàng hoàng, nói chuyện đầy vẻ uyên bác, nhìn qua nhìn lại không có ai là người thường cả. Điều duy nhất khiến Tống Chí Mai thấy ngạc nhiên là Dương Viễn Sơn không tham gia buổi tiệc tối nay, anh ta nói là người không khỏe lắm. Điều này khiến bà ta cảm thấy hoài nghi, có phải Lý Vân Uyển có chỗ nào không tốt, đắc tội Dương Viễn Sơn, khiến Dương Viễn Sơn thay đổi ý định. Thấy Lý Vân Uyển và Tề Đảng Nhàn nắm tay nhau đến, khiến lông mày bà ta nhíu chặt lại, có chút khó chịu. Dì Tống, cháu chưa nhận được thư mời mà đến, chắc gì không trách cứ đâu nhỉ? Tề Đảng Nhàn hỏi. Không đâu, bây giờ Tề Tổng là người nổi tiếng của thành phố Trung Hải, sao tội lại trách cứ chứ? Tống Chí Mai lạnh lùng nói. Sau khi tìm hiểu, bà ta chỉ cảm thấy Tề Đảng Nhàn là người có tiền, nhưng đầu óc lại trả ra làm sao? Vậy mà dám đối đầu với mấy nhân vật như Từ Ngạo Tuyết, Phương Tiểu Ngọc, đến cùng, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Lý Vân Uyển cười nói, mẹ, người ta nhiệt tình đến cổ vũ mẹ thì mẹ cũng nhiệt tình chút đi ạ. Tống Chí Mai nói, quá nhiệt tình mẹ sợ người khác hiểu nhầm, Tề Tổng, anh tưởng là tập đoàn Hướng Thị thật sự có thể thắng à. Lý Vân Uyển lập tức ngượng ngùng không thôi, mẹ mình cũng biết cách nói chuyện quá đi. Tề Đảng Nhàn ngẩn người, sau đó mỉm cười. Không giải thích. Mấy ngày gần đây nội bộ liên minh kinh tế Từ Thị càng ngày càng không ổn định, đã bắt đầu có người hoài nghi cuộc cạnh tranh lần này rốt cuộc có thể thắng không. Chỉ là người không ở trong cuộc chắc chắn không thể nhìn ra điểm mấu chốt trong đó, còn một lòng tin tưởng Từ Ngạo Tuyết có năng lực nghiền nát hoàn toàn tập đoàn Hứa Thị, 500 tỷ tiền vàng đó của Hướng Đông Tinh chẳng qua chỉ là nói mà không có bằng chứng. Trên thực tế, Từ Ngạo Tuyết đã phải chịu càng ngày càng nhiều áp lực đến từ các phía. Đặc biệt là từ phía đế đô. Câu trả lời Từ Ngạo Tuyết đưa cho mọi người đều là cho cô ta thêm một chút thời gian nữa, nhất định có thể hoàn thành. Đi thôi, kệ mẹ tôi đi, bà ấy nói chuyện chính là như thế. Lý Vân Uyển kéo Tề Đảng Nhàn đi vào trong buổi tiệc, không cho hắn và Tống Chí Mai có thêm cơ hội nói chuyện. Tề Đảng Nhàn nhún vai, thành kiến của Tống Chí Mai đối với hắn, cũng chẳng có gì đáng để tâm. Tại buổi tiệc tối, không ít nhân vật nổi tiếng đều bưng ly rượu đứng nói chuyện, chủ đề nói chuyện đều vô cùng cao cấp, cũng có một số người bàn luận về cuộc cạnh tranh của Liên minh Kinh tế Từ Thị và Tập đoàn Hướng Thị. Sau khi nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây. Tề Đảng Nhàn liếc mắt nhìn Kiều Thu Mộng, cô ta mặc bộ lễ phục, phát sáng giữa đám người. Kiều Thu Mộng cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, lập tức đi đến, vốn dĩ định gọi theo bản năng. Nhưng không biết vì sao, đến cuối cùng lại nói, Tề Tổng. Tề Đảng Nhàn nghe Kiều Thu Mộng gọi như vậy, hơi ngẩn người, sau đó cười nói, gọi như vậy, không xa cách quá chứ. Gần đây Kiều Thu Mộng rất ít khi liên lạc với hắn, vết thương trên đầu cũng đã đỡ hơn hẳn, một số ký ức cũng bắt đầu hồi phục. Mộng Mộng, có phải dạo này cậu ăn nên làm ra, nên quên không liên hệ cho mình à? Lý Vân Uyển cười nói với Kiều Thu Mộng, cánh tay ôm chặt lấy tay của Tề Đảng Nhàn. Đúng vậy, đều là lỗi của mình, lần sau không như vậy nữa. Ánh mắt Kiều Thu Mộng phức tạp, bất đắc dĩ cười cười, nói. Vừa đúng lúc này, Tống Chí Mai gọi, Vân Uyển, con ra đây một chút, giới thiệu cho con mấy người bạn. Lý Vân Uyển bất đắc dĩ, chỉ đành quay đầu lại trả lời,
sau đó đến bên cạnh Tống Chí Mai. Vết thương khỏi rồi, Tề Đẳng Nhàn nhìn Kiều Thu Mộng, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, đã khỏi rồi. Kiều Thu Mộng cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói, nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng, trong lòng phức tạp. Sau khi hồi phục ký ức, cô ta đã nhốt mình trong phòng cả ngày, vô số cảm xúc phiền muộn, thống khổ, hối hận tràn ngập trong tâm trí cô ta, khiến cô ta gần như sụp đổ. Vốn dĩ cô ta không định tham gia buổi tiệc tối nay, bởi vì cô ta biết chắc chắn sẽ gặp mặt Tề Đẳng Nhàn. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn tới, bởi vì cô ta muốn gặp. Đây là một tâm lý rất mâu thuẫn, là sự ngượng ngùng không thể tránh khỏi. Tề Đẳng Nhàn hỏi, vậy cô định làm thế nào? Kiều Thu Mộng lập tức trả lời, tôi không biết. Lúc này, trong lòng cô ta có hơi tức giận, làm gì có ai lại hỏi con gái nhà người ta định làm như thế nào, không phải là đàn ông nên chủ động một chút sao? Cô thà rằng chưa từng nhớ lại, như vậy đã có thể vĩnh viễn tránh khỏi sự ngượng ngùng ngày hôm nay. Đáng tiếc, chuyện này cô ta không điều khiển được, hơn nữa cô ta cũng không muốn giả vờ mất trí nhớ tiếp tục ở chung với Tề Đẳng Nhàn. Ký ức về những ngày ở chung với Tề Đẳng Nhàn trong khu nghỉ dưỡng Đông Sơn để lại trong lòng cô ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc, thậm chí nhiều lúc khiến cô ta không tự chủ nhớ lại. Bóng hình cao lớn vững chắc đem lại cảm giác an toàn đó. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn lộ ra một tia ý cười, nhẹ nhàng vươn tay, nói, hôm nay cô rất đẹp, tôi có thể mời cô một điệu nhảy không? Kiều Thu Mộng đặt tay lên lòng bàn tay của hắn. Hồi trước trong buổi tiệc sinh nhật của Hoàng Tình Ca, Kiều Thu Mộng không thèm cũng hắn nhảy, đến cuối cùng lại bởi vì hắn nhảy cùng người con gái khác mà có hơi ghen. Hôm nay, Tề Đẳng Nhàn lại mời cô ta một lần nữa, cô ta không muốn từ chối. Nhưng cô ta lại không nhịn được hỏi, đây gọi là điệu nhảy cuối cùng à? Tề Đẳng Nhàn dẫn cô ta vào sàn nhảy, đương nhiên là không phải, đây là điệu nhảy đầu tiên, có thể xem như là một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Lý Vân Uyển đứng từ xa nhìn Tề Đẳng Nhàn. Không ngờ hắn lại mời Kiều Thu Mộng nhảy, khiến cô vô cùng ngạc nhiên là Kiều Thu Mộng lại đồng ý lời mời của Tề Đẳng Nhàn, dù sao thì quan hệ giữa hai người họ cứng nhắc như vậy. Có phải tôi nói sai rồi không? Lý Vân Uyển nghĩ lại lời mình nói ở công ty ngày hôm nay, lại mơ hồ cảm thấy không ổn, bắt đầu hối hận. Tống Chí Mai không nhịn được lạnh lùng chào phúng, đây là người đàn ông con chọn, còn không rõ ràng cùng một người phụ nữ khác. Lý Vân Uyển cười khổ nói, đó là vợ cũ của anh ấy. Còn là người đàn ông đã từng ly hôn. Lý Vân Uyển, mẹ cảnh cáo con, còn có thể lợi dụng nó, nhưng nếu thật sự muốn có gì đấy với nó, thì xem mẹ có đánh gãy chân con không. Tống Chí Mai lập tức lạnh lùng cảnh cáo. Chấm chấm chấm, Lý Vân Uyển lười nói nhiều với mẹ của mình, Tề Đẳng Nhàn ưu tú như vậy, cô ta căn bản không thể hiểu được. Lúc này, Kiều Thu Mộng đặt cằm mình tựa lên vai Tề Đẳng Nhàn. Thở dài nói, tôi vẫn luôn muốn thật lòng nói với anh một câu xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn lại nói, không cần, anh vốn dĩ chưa từng làm việc gì có lỗi với anh. Ít nhất là anh nghĩ như vậy, dù sao nhiều khi gặp nguy hiểm, mặc dù sợ nhưng điều đầu tiên Kiều Thu Mộng nghĩ đến vẫn là để hắn nhanh chóng rời đi. Nếu như thật sự phải chọn một cái để nói, vậy thì lúc chúng ta còn chưa ly hôn, em đã trộm nhớ thương vị tổng tài thần bí kia. Tề Đẳng Nhàn bổ sung một câu. Kiều Thu Mộng ngượng ngùng đến mức hận không thể tìm một cái hố chui vào, đầu ngón chân lúng túng đến mức có thể đào một cái hố dưới sàn. Người này, đúng là Văn Tư Thuận. Đi theo Văn Tư Thuận, còn có hai cha con Từ An và Từ Dương. Văn Tư Thuận, sau khi Tống Chí Mai nhìn thấy anh ta, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc đến thốt thành tiếng. Lý Vân Uyển hỏi, mẹ, người kia là ai? Tống Chí Mai trầm giọng nói, thiếu đà chủ của Long Môn tại Thượng Hải. Văn Tư Thuận, đồng dạng, cũng được người ta gọi với cái danh thiếu niên thiên tài. Người ở đây sau khi nhìn thấy Văn Tư Thuận đến, đều đồng loạt lắp bắp kinh hãi. Mọi người đều biết, gần đây Tống Chí Mai và đà chủ đang tranh quyền, lúc này thiếu đà chủ chi nhánh Long Môn tại Thượng Hải tới, đoán chừng sẽ không có chuyện gì tốt. Thật là náo nhiệt, Tống phó đà chủ chỉ đến thành phố Trung Hải mà còn làm đến phô trương như vậy, thật là hiếm thấy. Văn Tư Thuận cười ha ha đi đến. Cao giọng nói. Lực chú ý của mọi người đều chuyển lên người Văn Tư Thuận, người thanh niên này, khí chất xung quanh người anh ta tựa như có một loại ma lực có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chẳng qua, Tề Đẳng Nhân và Kiều Thu Mộng đều không để ý là ai đang tới, hai người vẫn như trốn không người mà khiêu vũ. Tống Chí Mai nhìn Văn Tư Thuận,
trên mặt hiện ra một tia ý cười, nói, thiếu đà chủ tự mình đến đây, sao lại không báo trước một tiếng, tôi đương nhiên cũng sẽ nghênh đón thiếu đà chủ ghé thăm. Văn Tư Thuận vẫn cười cười, nói, nào có dám. Tống phó đà chủ còn đang tranh quyền với cha tôi, thân là vãn bối như tôi sao có thể để bà tới đón tiếp. Lời nói Văn Tư Thuận tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều có thể nghe ra mùi thuốc súng trong đó. Chức danh đà chủ đương nhiên phải dành cho người có năng lực, Văn đà chủ đã quá già rồi, hơn nữa còn phạm phải quá nhiều sai lầm, làm mọi người không hài lòng là bình thường. Tôi như này không thể nói là có dị tâm được, chỉ có thể nói tất cả mọi thứ đều là vì chi nhánh Long Môn Thượng Hải. Nụ cười trên mặt Tống Chí Mai không thay đổi, dùng lời lẽ hung hăng đáp trả lại Văn Tư Thuận. Mọi người sau khi nghe được mùi thuốc súng trong lời nói của hai người, đều không tự chủ được mà lui lại. Cái đầm nước ở Long Môn quá sâu, bọn họ đều không muốn bị cuốn vào. Thậm chí, một vài khách khứa được Tống Chí Mai mời đến đây đều có chút hối hận, sớm biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy thì họ nhất định sẽ không tới. Lỡ như bị Văn Tư Thuận ghi hận, cho rằng bọn họ và Tống Chí Mai là ở cùng một phe, nếu như giải thích không rõ ràng, đến lúc đó bị liên lụy, thì phải làm sao? Ánh mắt Văn Tư Thuận đảo qua, nói tôi biết mọi người tới nơi này là có nguyên nhân. Người ở hiện trường đều im bặt, không ai dám đối diện với Văn Tư Thuận. Khí chất của Văn Tư Thuận thực sự khiến cho người khác sợ hãi, một đôi mắt sáng đến chói lóa, chỉ cần đối mắt với anh ta một chút sẽ bị lóa mắt đau đớn, cực kỳ khó chịu. Chẳng qua, mọi người xác định muốn đối địch với Văn Tư Thuận tôi sao? Văn Tư Thuận cười như không cười mà quét mắt một vòng nhìn mọi người, hỏi. Mọi người ở đây đều cảm thấy sởn tóc gáy. Bọn họ tuyệt đối không muốn đối địch với một tên khủng bố như Văn Tư Thuận, như vậy chẳng khác gì đi tìm đường chết. Uy danh của thiếu đà chủ Long Môn Thượng Hải Văn Tư Thuận, không ai không biết, không ai không hiểu. Chúng ta đương nhiên không muốn đối địch với thiếu đà chủ, nếu thiếu đà chủ không thích chúng tôi tham dự yến hội của quý bà Tống, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Đúng vậy, thiếu đà chủ ngàn vạn đừng hiểu lầm, chúng tôi nào có lá gan đối địch với thiếu đà chủ chứ? Chúng tôi chẳng qua là tới tham gia yến hội mà thôi, căn bản không có mục đích gì khác, thiếu đà chủ nhất định phải hiểu. Mọi người đều sôi nổi mở miệng, phủi sạch quan hệ của mình với Tống Chí Mai, miễn cho bị Văn Tư Thuận ghi hận. Sau khi Văn Tư Thuận nghe những lời nói như thế, trên mặt lộ ra một nụ cười vừa lòng. Trái lại gương mặt Tống Chí Mai đã biến thành màu đen, âm trầm đến khó coi. Bà ta đã rất vất vả, tốn hết bao nhiêu công sức để mời những người này đến. Thế mà ngay lúc này lại sôi nổi phủi sạch quan hệ với bà ta, chỉ cần Văn Tư Thuận nói thêm một câu nữa thôi, bọn họ sẽ lập tức rời khỏi đây. Lý Vân Uyển cũng nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu, Tống Chí Mai dù sao cũng là mẹ ruột của cô ta, bà ta bị Văn Tư Thuận và mặt trước mặt nhiều người như vậy, cô ta là con gái bà ta sao có thể không cảm xúc. Trước đó cũng có một tên thiếu đà chủ tên Trần Hùng Phi tới thành phố Trung Hải diễu võ dương oai. Kết quả là bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi cong đít bỏ chạy như một con chó. Lý Vân Uyển bất thình lình mở miệng nói. Mọi người sau khi nghe được lời này của Lý Vân Uyển, đều nhịn không được mà hít sâu một hơi, cô ta chỉ là một người phụ nữ trong giới thượng lưu, vậy mà lại dám nói chuyện như vậy với Văn Tư Thuận. Sắc mặt Tống Chí Mai cũng khẽ biến dạng, chắn ở trước mặt Lý Vân Uyển một chút, thấp giọng quát lớn nói, Vân Uyển, đừng có nói lung tung. Văn Tư Thuận nghe được lời này của Lý Vân Uyển, lại ha hả cười, chăm chú nhìn lại, trong ánh mắt còn mang theo vài phần thưởng thức. Không tồi không tồi, không hổ là con gái của Tống Phó Đà Chủ, quả thật là có khí phách, dám nói chuyện với tôi như vậy, cô là người đầu tiên. Văn Tư Thuận cười nói. Tống Chí Mai trầm giọng nói, thiếu đà chủ, con gái của tôi không hiểu chuyện, nói ra những điều không nên nói, ngài đừng để trong lòng, ân oán của chúng ta tự mình giải quyết là được. Văn Tư Thuận không tỏ ý kiến, bắt đầu giải bước xung quanh. Những nơi anh ta đi qua, các khách khứa đều sôi nổi nhượng bộ lui về sau, không dám nói gì. Sau một lát, Văn Tư Thuận lúc này mới quay đầu lại, cười với Tống Chí Mai, nói Tống Phó Đà Chủ, bà tổ chức tiệc khoa trương như vậy, còn không phải là vì để đạt được càng nhiều sự ủng hộ, tiện cho bản thân chiến thắng trong tranh đấu, thuận lợi thượng vị hơn sao. Chỉ là, kết quả bà cũng thấy rồi đó. Chỉ cần một ngày Văn Tư Thuận tôi còn ở đây, ý tưởng này của bà chỉ sợ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực, chung quy chỉ có thể là ý tưởng mà thôi. Chỉ cần một câu của tôi, những khách khứa mà bà mời đến,
sẽ không có một người dám nào ở lại. Sau khi Tống Chí Mai nghe được lời này Văn Tư Thuận, bà ta trầm mặc xuống, đích xác theo như lời của Văn Tư Thuận nói. Sức uy hiếp của anh ta quá mạnh mẽ, chỉ cần một câu của anh ta, khách khứa ở hiện trường, phỏng chừng sẽ thật sự không có mấy người tình nguyện ở lại. Súng bắn chim đầu đàn. Lúc này, cho dù là người nguyện ý ủng hộ Tống Chí Mai, đều không tính đứng ra bênh vực Tống Chí Mai, tránh làm cho Văn Tư Thuận tức giận. Thậm chí, dù là An Đà chủ mà bà trăm phương nghìn kế muốn mượn sức, hiện tại cũng là người ủng hộ của tôi. Văn Tư Thuận ha ha cười, duỗi tay chỉ vào Từ An, lớn tiếng nói. Từ An hơi gật đầu với Tống Chí Mai, không nói gì. Ánh mắt Tống Chí Mai càng thêm ảm đạm hơn một chút. Văn Tư Thuận đường, hơn nữa, cái mạng này của bà, tôi tùy thời đều có thể thu lại. Bởi vì, nơi này là thành phố Trung Hải, trong tay bà không có nhiều con bài để đánh như ở Thượng Hải. Ngay lúc anh ta nói những lời này, Tống Chí Mai cảm thấy da đầu mình chợt lạnh, bà ta cảnh giác lên. Bà âm thầm mượn sức Dương gia ở Thượng Hải tôi cũng biết rõ, chẳng qua, bà cảm thấy sẽ hữu dụng sao. Văn Tư Thuận lại thả ra một quả bom nặng. Ánh mắt Tống Chí Mai lạnh đi, lạnh lùng nói, thiếu đà chủ nói nhiều như vậy, rốt cuộc có mục đích gì, không ngại nói thẳng ra cho tôi nghe một chút chứ. Văn Tư Thuận chắp hai tay sau lưng, bộ dáng phong phạm trông như cao nhân, nhàn nhạt nói, ý của tôi là muốn giết Tống phó đà chủ, miễn cho cha tôi luôn đau đầu với đám cấp dưới muốn tạo phản như bà. SSSS. Mọi người đều hít sâu một hơi, không nghĩ tới Văn Tư Thuận dám nói chuyện này ra với vẻ mặt đạm nhiên như vậy. Chẳng qua, đúng là anh ta có năng lực để tự tin như vậy, không có người dám nghi ngờ anh ta trên phương diện này. Tống Chí Mai nghe vậy sắc mặt lập tức căng chặt, Lý Vân Uyển phía sau bà ta cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy cái trên trước mặt này thật biết giả bộ, thật muốn đấm bể đầu chó của anh ta. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy con gái của Tống phó đà chủ, lại muốn thay đổi chủ ý. Văn Tư Thuận đưa ánh mắt dừng xuống trên người Lý Vân Uyển, hơi hơi mỉm cười. Hiện trường ồ lên một mảnh. Tống Chí Mai cũng khiếp sợ, không nghĩ tới Văn Tư Thuận sẽ nói ra những lời như vậy. Ý này là, nhìn chúng Lý Vân Uyển. Sắc mặt Lý Vân Uyển âm trầm đến hơi khó coi, cái tên khốn này, nói ra những lời này là có ý gì? Tống Chí Mai lạnh lùng nói, thiếu đà chủ rốt cuộc là muốn nói cái gì? Văn Tư Thuận mỉm cười nói, tôi có thể ủng hộ Tống phó đà chủ thượng vị, thậm chí thuyết phục cha ta chủ động nhường lại chức vị đà chủ. Cái gì? Vẻ mặt cứ mọi người ở hiện trường đều hiện lên vẻ kinh sợ, bọn họ dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn Văn Tư Thuận. Văn Tư Thuận nhàn nhạt nói, mọi người dù sao cũng đều đồng môn ở Long Môn, nếu cứ luôn tranh đấu nội bộ như vậy, cũng chỉ tự tổn hại chính mình mà thôi. Để truyền ra ngoài sẽ làm người ngoài cười chê. Long Môn ở Thượng Hải đấu tranh gay gắt đã lâu, đây cũng là thời điểm nên bình ổn lại. Tống Chí Mai trầm mặc một lát, nói, điều kiện là gì? Chuyện tốt như vậy, không có thể nào lại không có điều kiện. Văn Tư Thuận nhìn Lý Vân Uyển, cười nói, điều kiện sao, rất đơn giản. Bà gả con gái bà cho tôi nâng đỡ bà thượng vị. Về sau, chúng ta là người một nhà, ai đảm nhận chức vị đà chủ này, cũng đều như nhau. Đến lúc đó, đứa bé sinh ra rồi lớn lên, là có thể để nó tiếp nhận chức vị đà chủ. Mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới Văn Tư Thuận lại tính toán lâu dài đến vậy. Chẳng qua, nếu tính toán như vậy, thì đối với Văn gia bên này cũng không có hại chút nào. Cứ cho là Tống Chí Mai lên làm đà chủ 20 năm, điều khiển chi nhánh Long Môn tại Thượng Hải đến hô mưa gọi gió, đến cuối cùng, người tiếp nhận toàn cục, vẫn là họ Văn. Cái đề nghị này của tôi, không biết Tống phó đà chủ cảm thấy như thế nào. Văn Tư Thuận cười hỏi. Từ An đứng ở một bên tự mình vuốt cằm rồi bật cười, nói, Văn thiếu đà chủ thật đúng là đầu óc sáng suốt, cư nhiên có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, bố cục như thế này, thực sự rất lâu dài. Từ Dương cười giữ tợn nói, tốt lắm, cực kỳ tốt, anh cưới Lý Vân Uyển, còn không phải tát vào mặt thằng chó tề đảng nhân sao. Giết người chu tâm, cũng chỉ đến thế này là cùng. Không được, tuyệt đối không được. Lý Vân Uyển trực tiếp lắc đầu, dứt khoát từ chối, không nói hai lời. Nhưng Tống Chí Mai lại trầm ngâm suy nghĩ, sau một lát, mới hỏi nói, lời này của thiếu đà chủ là thật sao? Văn Tư Thuận cười ha hả, nói, ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, tôi nói lời sẽ giữ lấy lời.
Thái độ của Lý Vân Uyển lúc này tựa hồ đã trở nên không quan trọng. Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tống Chí Mai lại hỏi một câu. Tôi trùng hợp cũng đã tới tuổi muốn kết hôn, mà con gái bà trùng hợp lại không tệ, càng trùng hợp là chi nhánh Long Môn Thượng Hải đã nội đấu liên tục nhiều năm lắm. Văn Tư Thuận nghiêm túc nói. Lý Vân Uyển tức giận nói, mẹ à, mẹ không thể lấy hạnh phúc của cả đời con để đánh đổi như vậy được. Tống Chí Mai quay đầu, lạnh giọng hỏi, hạnh phúc? Hạnh phúc của con là chuẩn bị giao cho một thằng đàn ông đã từng ly hôn sao? Hơn nữa, con là một thằng đàn ông ngu xuẩn tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình. Sau khi nói xong lời này, Tống Chí Mai lập tức nói với Văn Tư Thuận, thiếu đà chủ, đề nghị của cậu rất hợp ý tôi, chuyện này cứ như vậy mà xác định đi. Tôi gả con gái cho cậu nâng đỡ tôi thượng vị, đảm nhiệm chức vị đà chủ chi nhánh Long Môn tại Thượng Hải. Từ nay về sau, mọi người đều là người một nhà. Văn Tư Thuận thấy Tống Chí Mai đáp ứng sảng khoái như thế, cũng vui vẻ nói, được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu Tống Phó đà chủ đã đáp ứng, vậy xin nhờ mọi người ở đây làm chứng. Chúc mừng thiếu đà chủ vừa có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vừa có thể hỉ kết lương duyên. Đúng là một chuyện rất đáng ăn mừng. Chúc mừng thiếu đà chủ hỉ kết lương duyên, đến lúc đó nhất định phải mời chúng ta đến uống rượu mừng đấy. Chúc mừng thiếu đà chủ, chúc mừng quý bà Tống. Quý bà Tống có thể có được một nhân tài như thiếu đà chủ làm con rể, đúng là có phúc khí, khiến người ta hâm mộ không hết. Mọi người ở ngay lúc này lại sôi nổi chúc mừng, tâng bốc Văn Tư Thuận và Tống Chí Mai. Từ Dương càng cười sung sướng, Văn Tư Thuận hoành đao đoạt ái. Trực tiếp tát vào mặt Tề Đẳng Nhân, chính là chuyện sảng khoái nhất. Mẹ cứ như vậy không để tâm đến ý kiến của con sao? Lý Vân Uyển giận dữ nói, thật sự rất bực bội, loại chuyện trọng đại cả đời như kết hôn này, Tống Chí Mai cứ dễ dàng đồng ý như vậy, làm cô ta sao có thể không giận? Ý kiến của con thì có gì mà quan trọng, lệnh của cha mẹ, lời của bà mối. Mẹ là mẹ của con, đương nhiên là mẹ có quyền quyết định chuyện hôn nhân của con. Tống Chí Mai lạnh giọng đáp lại. Sắc mặt Lý Vân Uyển nghẹn ngào đến mức đỏ bừng lên, tức giận đến mức không thể lấn át. Từ Dương ở một bên khuyến khích nói, tôi thấy chọn ngày chi bằng nhân ngày hôm nay, dứt khoát ngay tại yến hội này, trực tiếp làm tiệc đính hôn luôn. Ngày cưới xác định càng sớm càng tốt, để mọi người chuẩn bị cho hôn lễ yến tiệc. Tống Chí Mai tán thưởng nói, ừ, tôi thấy cũng không tệ. Văn Tư Thuận cũng mỉm cười nói, tôi cũng không có ý kiến gì. Ngày hôm nay chúng ta đính hôn đi. Tôi đính cái đầu nhà anh. Lý Vân Uyển tức giận quát to. Văn Tư Thuận không để ý, nếu tính cách của phụ nữ này là cái loại nghe lời vâng vâng dạ dạ, chỉ sợ anh ta ngược lại lại có chút không thích. Lý Vân Uyển thoáng nhìn qua Tề Đẳng Nhân đã khiêu vũ với Kiều Thu Mộng xong, còn đang bưng sâm panh nói chuyện trên trời dưới đất, bộ dáng trông còn rất vui vẻ. Vì thế, ngọn lửa tức giận trong lòng cô ta tạch 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 bốc lên. Nhịn không được giận dữ hết, họ Tề, nếu anh còn không đến đây, bà đây sẽ gả cho người khác. Một tiếng hét to này của cô ta, làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ. Từ Dương nghe thấy lời này, đồng tử co rụt lại, sau đó nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Tề Đẳng Nhân. Từ An cũng thế, họ Tề, vậy chỉ có thể là Tề Đẳng Nhân. Tề Đẳng Nhân cũng bị tiếng hét to của Lý Vân Uyển làm cho giật mình, mỉm cười xin lỗi với Kiều Thu Mộng, sau đó bước nhanh tới chỗ này. Văn thiếu đà chủ, người này chính là Tề Đẳng Nhân mà chúng ta nói, hắn là đối thủ của anh. Từ Dương thấy thế, vội vàng nói với Văn Tư Thuận. Sau khi Văn Tư Thuận nghe được lời này, không khỏi ngạc nhiên, hả, một tiếng, sau đó nhìn về phía Tề Đẳng Nhân, nói, hắn chính là đối thủ của tôi. Nhìn qua rất bình thường, trông có vẻ không có chỗ nào hơn người. Từ An lắc đầu nói, thiếu đà chủ cũng không nên xem thường người này, hắn có lẽ không lợi hại bằng anh. Nhưng bản lĩnh cũng không kém. Văn Tư Thuận cười ha hả, tiếp tục khoanh tay mà đứng, lấy một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống, nhìn Tề Đẳng Nhân từ trên xuống dưới. Lý Vân Uyển, con muốn chống đối mẹ đúng không? Tống Chí Mai đen mặt nói. Lý Vân Uyển trực tiếp trốn đến bên cạnh Tề Đẳng Nhân, tức giận nói, anh có phải chỉ quan tâm đến chuyện ôn lại mộng xưa đúng không? Bà đây sắp bị bắt gả cho cái tên thiếu đà chủ chi nhánh Long Môn Thượng Hải gì đó rồi nè. Nếu anh không tới, có tin là em đồng ý luôn không hả? Tề Đẳng Nhân xấu hổ mà ho khan hai tiếng, nói, sao lại thành ra thế này? Không liên quan gì đến cậu,
Tống Chí Mai lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhân. Như thế nào lại không liên quan gì đến anh ấy? Anh ấy là người đàn ông của con. Lý Vân Uyển ở trước mặt công chúng, cao giọng nói. Một tiếng này, như là nói cho ở đây mọi người nghe, lại giống như, cố ý nói cho Kiều Thu Mộng nghe. Tề Đẳng Nhân rất nhanh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với Lý Vân Uyển, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Di Tống, di chỉ vì muốn được người khác nâng đỡ, mà bán luôn hạnh phúc cả đời của con gái gì sao? Tôi, có thể trở thành chỗ dựa lớn nhất cho gì? Tề Đẳng Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhẹ nhàng híp mắt trái, nội tâm cực kỳ bất mãn. Lời Tề Đẳng Nhân nói trực tiếp khiến hiện trường cho sóng to gió lớn. Hắn cư nhiên dám nói thiếu đà chủ Long Môn Văn Tư Thuận tính là cái thứ gì? Văn Tư Thuận người ta thành danh từ khi con niên thiếu, thậm chí còn là học trò của Đại Tôn Sư Nham Toái Lưu ở Nhật Bản, từ khi còn nhỏ anh ta đã quét ngang vùng Duyên Hải Đông Nam, đúc kết được tên tuổi bao năm qua. Danh vọng bậc này, thực lực bậc này, hoàn toàn vượt xa thiếu đà chủ Trần Hùng Phi từ Hương Sơn Long Môn đến thành phố Trung Hải lần trước. Cậu, trở thành chỗ dựa lớn nhất của tôi. Ha ha ha, vui đùa gì vậy? Cậu có thể cho tôi cái chỗ dựa gì hả? Cậu chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng không biết lượng sức mình mà thôi. Tống Chí Mai cười nhạt với Tề Đẳng Nhân, lời nói mang theo vô vàng sự khinh thường. Kiên nhẫn của Tề Đẳng Nhân cực kỳ có hạn, hắn đã sớm khó chịu với Tống Chí Mai, hắn hít mắt cười nói, nể tình bà là mẹ ruột của Vân Uyển, nên tôi mới tôn trọng mà gọi một tiếng gì Tống. Nếu bà không phải mẹ của cô ấy, tôi đã sớm đánh chết bà rồi. Ở trước mặt tôi mà còn dám nhảy nhót lung tung, bà cảm thấy bà là cái thá gì? Thời điểm nói ra lời này, tính cách thô bạo nóng nảy của hắn thể hiện ra một cách rõ ràng, điều này thật sự khá phiền phức. Lần trước Tống Chí Mai tìm đến một tên Dương Viễn Sơn để bắt ép Lý Vân Uyển xem mắt, lần này dứt khoát trực tiếp ép buộc cô ta gả cho Văn Tư Thuận, chỉ vì lợi ích của bản thân mà ngay cả con gái ruột cũng bán cho người ta. Lý Vân Uyển cũng há hốc mồm mà nhìn Tề Đẳng Nhân, cho dù cô ta biết tính cách của Tề Đẳng Nhân có đôi khi hơi bạo lực, nhưng không nghĩ tới hắn dám nói ra lời nói như vậy. Vãi ò, cái tên họ Tề này cũng quá kiêu ngạo rồi, cho rằng bản thân đầu tư cho tập đoàn Hướng Thị 10 tỷ đô la Mỹ là có thể thiên hạ vô địch sao? Hắn đúng là không biết tốt xấu, đối địch với Liên minh Thương nghiệp Từ Thị, đã là tìm đường chết rồi, hiện tại lại còn đắc tội với quý bà Tống và Văn Thiếu Đà Chủ nữa. Đã sớm nghe nói Tề Tổng của Tiên Lai Capital là người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới lại có thể kiêu ngạo như vậy. Đám người vây xem đều sôi nổi lắc đầu, bọn họ đều cảm thấy Tề Đẳng Nhân nói chuyện kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Tống Chí Mai bị Tề Đẳng Nhân đe dọa mà giật cả mình, lập tức nổi giận, tên này vậy mà dám nói chuyện với mình như vậy. Lý Vân Uyển, cân cân mau nhìn sắc mặt của nó đi. Tống Chí Mai tức giận quát lớn. Lý Vân Uyển chỉ đứng bên cạnh Tề Đẳng Nhân, mím môi, trầm giọng nói, mẹ, lần này mẹ thật sự có chút quá đáng. Tống Chí Mai tức giận nói, quá đáng. Mẹ là vì muốn tốt cho con có biết chờ sau khi con gả cho Văn Thiếu Đà Chủ, sẽ có bao nhiêu vinh hoa phú quý đang chờ con không? Con có biết con sẽ có được địa vị như thế nào trong tương lai không? Nể tình con là con gái của mẹ, mẹ không so đo với con. Hiện tại, lập tức qua bên cạnh mẹ. Sau đó cắt đứt quan hệ với tên đàn ông này. Nếu không thì đừng trách mẹ không nể tình mẹ con. Tề Đẳng Nhân bĩu môi, hắn ghét nhất mấy cái lý do lý chấu này, lúc trước, mấy tên ngu xuẩn kia cũng dùng lý do như này để ép ba mẹ hắn ly hôn. Vì thế, sắc mặt của hắn càng trầm xuống, lạnh nhạt nói, Tống Chí Mai, mỗi người sinh ra đều tự do, cho dù là cha mẹ, cũng không có tư cách quyết định cuộc sống của họ. Bà đừng có mà ở trước mặt tôi cậy già lên mặt. Trò này không có tác dụng đâu. Tôi cho bà mặt mũi, sẵn lòng làm chỗ dựa cho bà, giúp đỡ bà thượng vị, bà lại không tin, ngược lại còn muốn ép buộc Vân Uyển. Nếu bà còn dám rong dài ở chỗ này, thì vị trí đà chủ kia bà cũng đừng mơ giữ nổi. Lý Vân Uyển nhìn thấy Tề Đẳng Nhân trở mặt với mẹ của mình, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Cô ta thực sự không muốn như vậy, người một nhà, đương nhiên phải hòa thuận vui vẻ mới là tốt nhất. Hơn nữa, khi còn nhỏ, mẹ cô ta thực sự rất yêu thương cô ta. Nhưng mà, cô ta không muốn gả cho Văn Tư Thuận, cũng không đồng ý với lời nói chỉ vì muốn tốt cho cô ta của mẹ mình. Nhìn Tề Đẳng Nhân ở đằng trước đứng bên cạnh Lý Vân Uyển, Kiều Thu Mộng yên lặng thở dài, cô ta đã biết mình thua ở chỗ nào.
Thường thường vào những lúc như thế này, cô ta sẽ luôn là đứng về phía đối lập với Tề Đẳng Nhân, cho dù không đứng ở phía đối lập, thì cũng sẽ không tin lời nói của hắn. Mà Lý Vân Uyển, từ đầu đến cuối, chưa từng dịch chuyển khỏi vị trí bên cạnh Tề Đẳng Nhân nửa bước, cho dù đối mặt Tống Chí Mai đã nổi trận lôi đình. Ha 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 ha! Tống Chí Mai trực tiếp cười to khinh bỉ, hung tợn mà nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhân, nói, khẩu khí rất lớn, rất uy phong. Văn Tư Thuận cũng lắc đầu, nói với Từ An và Từ Dương, tôi còn tưởng rằng vị cao thủ trong miệng hai người có gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ là một tên côn đồ vô lễ mà thôi. Khuôn mặt Tề Đẳng Nhân không có biểu cảm gì, nói với Lý Vân Uyển, chúng ta đi thôi, đừng ở đây rong dài với bọn họ. Cậu muốn mang con gái tôi đi đâu? Cậu đùa cái gì vậy? Tống Chí Mai đạp mạnh xuống đất, phịch một tiếng, gót giày cao gót trực tiếp bị bà ta dậm đến gãy nát. Tôi động thủ, không có nghĩa là tôi không dám đánh bà, nhưng nếu bà đã ra tay với tôi trước, thì dù tôi có làm bà bị thương, có lẽ Vân Uyển cũng không nói gì tôi đâu. Làm trò xấu mặt trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ là bà cũng không muốn đúng không? Ngoan ngoãn tránh đường ra, miễn cho đến lúc đó lại mất mặt. Ánh mắt Tề Đẳng Nhân lạnh như băng, ngữ khí mang theo một loại cảm giác áp bách xưa nay chưa từng có. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tề Đẳng Nhân, nói, bà ấy là mẹ em, có thể đừng làm thế được không? Tề Đẳng Nhân nhíu mày nói, nếu không thì em ở lại. Tôi đi. Lý Vân Uyển trực tiếp bị những lời này làm cho nghẹn đỏ bừng mặt. Cô ta đã nghe qua chuyện cũ của Tề Đẳng Nhân, biết Tề Đẳng Nhân là người như thế nào. Hắn ghét nhất là những người thân cận của hắn, vào lúc thời khắc mấu chốt, lại không đứng về phía hắn. Đó cũng là lý do vì sao, hắn lại có cảm tình với Hướng Đông Tình như vậy, đều là bởi vì một câu anh không phụ tôi, tập đoàn Hướng Thị sẽ không phụ anh kia. Đừng như vậy, mẹ chắc chắn là muốn động thủ, anh nhẹ tay chút, đừng làm bà ấy bị thương. Lý Vân Uyển có cảm giác xấu hổ không thôi, lúc này, cô ta mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là khó xử. Tề Đẳng Nhân ừ một tiếng, khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ nhẹ tay với Tống Chí Mai, người phụ nữ này dù sao cũng là mẹ của Lý Vân Uyển. Tống Chí Mai bước lên phía trước một bước, lạnh lùng nói, tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống. Tề Đẳng Nhân rút tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng vung vẩy hai cái. Không thức thời phải không? Rất tốt, ngữ khí của Tống Chí Mai càng thêm lạnh lùng. Sau đó, bà ta dậm chân xuống đất. Sau đó tại chỗ vang lên một tiếng trầm đục, cả người giống như ngựa hoang thoát cương chạy về phía Tề Đẳng Nhân, giơ khuỷu tay lên, đánh về phía trán. Văn Tư Thuận đứng đằng sau khen ngợi, Tống Phó Đà chủ luyện bát cực quyền rất tốt, thực lực tuy rằng không bằng tôi, nhưng cũng tuyệt đối không tệ. Tề Đẳng Nhân vào ngay lúc này nhẹ nhàng né sang bên trái, né tránh khuỷu tay đánh tới, sắc mặt âm trầm, vội vàng nói, bà là người lớn, tôi nhường bà ba chiêu, sau ba chiêu. Đừng trách tôi không cho bà mặt mũi. Vô nghĩa. Tống Chí Mai quát một tiếng, vừa giơ tay là một chiêu chiêu bài Diêm Vương Tam Điểm Thủ. Đâm khuỷu tay không trúng, bà ta lập tức nắm tay lại, bước chân về bên trái một bước, thuận thế đấm về phía huyệt thái dương bên phải Tề Đẳng Nhân. Tề Đẳng Nhân lại né một lần nữa, Tống Chí Mai lập tức bước sang bên phải một bước, nắm tay lại đấm vào huyệt thái dương bên trái của Tề Đẳng Nhân. Sau hai đấm đều bị né đi. Bà ta lập tức nhấc khuỷu tay lên, lần lượt vung hai trỏ vào mặt Tề Đẳng Nhân. Đồng thời, bà ta còn hơn nữa thay đổi tư thế của mình, chân phía dưới cùng lúc duỗi ra, bàn chân căng lên, tựa như cối xay cuồn cuộn bay đến, mỗi một chân đều hướng thẳng về phía ống quyển của Tề Đẳng Nhân mà đá, mang theo ác ý không đá gãy chân hắn thì sẽ không bỏ qua. Tề Đẳng Nhân thấy từng chiêu của Tống Chí Mai đều nhắm vào chỗ chí mạng, ánh mắt càng lạnh hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.